giới thiệu vắn tắt về tiếng chim lồng nỉ non. Đây là câu chuyện về một con quạ và bồ câu trắng. Đây là câu chuyện về vua sói và con hổ. Đây là câu chuyện về rắn hổ mang và người nông dân. Đây chỉ là một câu chuyện, một câu chuyện khó bề phân biệt không có đáp án, không cần đi nói ra câu trả lời, ngay từ đầu các vị không phải đã biết đáp án sao. Mộng bắt đầu chỗ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon hô. Hà. 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 Lâm Chi Lai từ trên giường bừng tỉnh, nhìn vật phẩm trong phòng, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, chỉ là mộng, thiếu niên may mắn chính mình an toàn ở trong phòng của mình đợi. Tân niên lịch đã trải qua 10 năm, lúc ấy thần vẫn nhật ta vẫn chỉ là một người bình thường, không hiểu thế giới đã trải qua cái gì, cũng không biết thế giới trở nên nguy hiểm. Từ ngày đó về sau, các loại dị thường sự kiện tầng tầng lớp lớp xuất hiện cùng nhân loại sở hữu bình thường nhận thức trái ngược bị gọi là dị thường loại dị thường này có thể tác dụng với người dị thường có thể lẫn nhau quấy nhiễu cũng có thể bị người nắm giữ liền phản phất thế gian công lý toàn bộ bị xóa bỏ sau đó thế giới tổ chức lại bị chia làm năm đại mãn là khu vực trung tâm của hoạt động quản lý trung tâm và bốn khu vực lớn khác khu vực phía nam nơi các thế lực lớn sinh sống khu vực phía tây nơi giam giữ các vật phẩm bất thường và tội phạm, khu vực phía bắc nơi họ tuân thủ các quy tắc nhất và khu vực phía đông nơi các phòng thương mại lớn được đặt. Trừ lần đó ra, chính cái ngoại lệ tồn tại, được gọi là chính đại tai ách, trên thực tế cũng không có đối với thế giới tạo thành cái gì đại phá hoại, ta xem chỉ là phía trên người nhàn rỗi. Lâm Chi Lai đeo túi sách lên lưng, lấy chìa khóa từ quầy trước cửa, mang cửa đi ra, trong phòng lại một lần nữa rơi vào bóng tối. Thật là, sao nghỉ hè còn phải đến trường thi lại vậy? Lâm Chi Lai nắm chặt túi sách bó sát người, từ đầu cầu thang đi ra, thuận miệng oán giận nói. Hắn ở dưới mái hiên trong bóng tối, bước ra bước vào ánh mặt trời một bước, ở dưới ánh mặt trời lộ ra chán ghét biểu tình đại chúng mặt, thậm chí căn bản không chú ý chính mình quần áo, chỉ là nghĩ như thế nào thoải mái như thế nào ăn mặc. Thậm chí có thể nói Lâm Chi Lai so với đại bộ phận người đều xấu một chút, quá mức bình thường không có làm cho người ta hai mắt tỏa sáng đặc điểm bước nhanh ra khỏi tiểu khu nếu muốn đi trường học hắn phải đến trạm xe buýt đối diện cửa chính tiểu khu ngồi xe chờ một chút đi hắn đứng ở ven đường nhìn đèn đường đối diện biểu hiện đèn đỏ một chiếc xe rất nhanh từ bên kia đường từ phải sang trái chạy qua một giây sau đèn đỏ biến thành đèn xanh hắn theo dòng người đi qua đường cái không xứng đáng có người ghé vào tai anh xin lỗi anh không biết chuyện gì xảy ra dây tiếp theo, một con dao nhỏ đâm vào ngực lâm chi lai kịp phản ứng muốn nói cái gì đó nhưng là cảm giác đau đớn thật lớn đánh úp lại để cho hắn không dám hô hấp bởi vì hô hấp một động tác này mang đến gấp mấy chục lần cảm giác đau đớn giờ khắc này hắn ngược lại bởi vì đau đớn tỉnh táo lại đau đớn thật lớn bao trùm tất cả cảm giác ảo tưởng ngày thường tư duy phát tán toàn bộ tại giờ khắc này hội tụ nếu rút ra cảm giác đau đớn sẽ giảm bớt nhưng máu sẽ phun ra không thể rút ra hơn nữa không thể di chuyển nhiều lâm chi lai hai mắt bắt đầu quan sát chỉ thấy bóng người kia chen ra dòng người vọt ra ngoài hắn nhìn thấy người nọ rời đi bị dòng người che khuất cũng nhìn thấy có người đang gọi điện thoại bệnh viện có người sợ phiền toái tránh đi có người bắt đầu quan sát hắn nhân sinh muôn màu muôn vẻ đều quy về nơi này thời gian đang trôi qua có một số người đi làm muộn cũng sẽ không bởi vì bạn lỡ vào một vụ án mạng mà được tha thứ. Lâm Chi Lai bị người đi đường cùng xe cộ vây quanh, chỉ có thể chờ nhân viên cấp cứu đến. Rõ ràng có người quan tâm mình, bản thân hẳn là cảm thấy ấm áp, nhưng Lâm Chi Lai lại cảm thấy toàn thân cứng nhắc, cũng không phải lạnh lẽo cứng nhắc, mà là từ trong ra ngoài mất đi sinh mệnh cứng nhắc. Tứ Chi không hề thuộc về mình, tầm nhìn dần dần trở nên hôn ám, đồng tử bắt đầu tán loạn đầu óc rồi lại cho ngươi hiện ra cả đời này của mình tôi phải chết đây là cảm giác chết sao lần sau đừng đau khổ như vậy ha 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 là mơ sao lâm chi lai từ trên giường tỉnh lại nhìn đồ vật trong phòng mình sao lại có người nằm mơ thấy mình chết chứ hắn mang theo giọng điệu nửa đùa nửa thật ra vẻ thoải mái nói nhưng mà anh giơ tay ấn ngực trái của mình cảm giác đó thật sự chỉ là mơ sao lâm chi lai lại một lần lặp lại đẩy cửa phòng ra nhưng là hắn cũng không có chuẩn bị đi trước trường học mà là hướng về đón xe hướng về ngoài thành mà đi đi tới một quán bar ở ngoại ô hắn đi lên trước sau đó đẩy cánh cửa kia ra tại đẩy ra cánh cửa này trước kia hắn thử qua rất nhiều lần cùng hắn thương lượng cũng chỉ có chính mình có trí nhớ lâm chi lai cất bước tiến vào gian phòng kế tiếp là bay tới cái chén nhảy về phía sau né tránh thuận tay đem cửa đóng lại vỡ nát cái chén mảnh vỡ đánh rơi ở trên cửa thậm chí không cần dùng ánh mắt quan sát tiềm thức cơ bắp trí nhớ đã để cho hắn có thể tránh thoát vô số điều thời gian tuyến bên trong nguy hiểm như vậy lại một lần nữa đẩy cửa ra trong phòng ngoại trừ lâm chi lai chỉ có hai người một người là bartender một người khác là tề thanh văn lâm chi lai đứng ở cửa nhìn bóng người quầy ba tề thanh văn cũng nhìn anh xin chào cuối cùng là chán ghét thăm dò tâm lý lâu dài lâm chi lai là người đầu tiên mở miệng chào hỏi tề thanh văn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu cũng không nhiều lời xoay người bưng lên bartender đẩy tới trước mặt hắn cái chén mới uống một ngụm lớn anh đến trễ một phút lâm chi lai trong lòng nghi hoặc hắn nhớ rõ không nên nếu nhớ thì tại sao mấy lần trước không nhớ gạt tôi không hẳn là không phải chưa từng có ký ức như vậy ta biết ngươi rất nghi hoặc vì cái gì người này còn nhớ rõ vì cái gì người này sẽ có trí nhớ loại vấn đề này tràn ngập đại não của ngươi đúng không tề thanh văn cũng không có nghiêng đầu nhìn hắn chỉ là tự uống tự nói phản phất nơi nào không có lâm chi lai người này giống nhau ngươi vì cái gì muốn đánh vỡ luân hồi hoặc là nói chuyện này vì cái gì nếu là ngươi đi làm lâm chi lai trong lúc đường đột phản ứng lại đúng vậy vì cái gì ta nhất định phải đi phá vỡ luân hồi cho dù ta chết đi thế giới giống nhau thiết lập lại, ta có thể ở trong một ngày này đi làm ta muốn làm, vậy ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Tại sao? Ta. Không biết. Trầm mặt hồi lâu, Lâm Chi Lai chỉ có thể đưa ra một đáp án như vậy. Cũng đúng, dù sao ngươi hiện tại cái gì trí nhớ đều không có, thật giống như không có mục tiêu, không có để ý người, không có muốn thủ hộ đồ vật, chỉ có chính mình, trống không nhìn thấy một chút ánh sáng liền đi truy đuổi, giống như bị ánh lửa hấp dẫn thiêu thân. Tề Thanh Văn uống cạn một chút rượu cuối cùng trong ly, một lần nữa đẩy ly cho bartender. Đáp lại Tề Thanh Văn chỉ có trầm mặt, đứa nhỏ này chỉ là sợ hãi, sợ hãi chính mình không làm gì chết đi, không người biết được biến mất, dù là một chút, chỉ cần một chút, để cho mình lưu lại một chút chính mình đã từng ở thế giới này sinh hoạt qua dấu vết. Ông loại ý nghĩ này, Lâm Chi Lai từ trong nhà hội tưởng lại hồi ước hội ức luân hồi mấy lần trước cũng đã bắt đầu trốn tránh hắn nếu như là vì cứu rỗi, hắn có thể làm được từ trong nhà đến đây dọc theo đường đi bởi vì hắn trốn tránh tử vong rơi các loại người toàn bộ cứu vớt, giống như trò chơi đọc tư liệu đồng dạng, một lần lại một lần đi đọc bản. Nhưng là hắn không có, hắn lựa chọn chính là trốn tránh, từ mở đầu trốn tới kết thúc, thử qua các loại phương thức tử vong hắn, trong lòng hoang mang đã đạt tới thịnh nhất, đã. Đến bờ vực sụp đổ giống như thủy tinh sau khi vỡ nát dùng keo dán giá rẻ dính liền lại, vật phẩm đã vỡ qua một lần, tùy thời đều có thể lại một lần nữa vỡ nát, chỉ là thời gian dài ngắn. Ơ, ờ, nhìn không ra, tề tổng chúng ta có thiên phú khai đạo người khác như vậy. Thanh âm xa là các đức suy nghĩ của Lâm Chi Lai, cũng các đức hành vi hắn sắp cất bước đi vào vực sâu một lần nữa, hắn nhìn về nơi phát ra thanh âm. Là bartender, hắn không nhớ rõ mấy lần trước luân hội bên trong chính là cái này bartender, đây không phải cái kia bartender lúc này đây xuất hiện biến số trong nháy mắt phản ứng lại xoay người muốn từ trên ghế ngồi đứng dậy chạy trốn lại bị tề thanh văn đè bả vai lại ngồi trở về trên ghế chết tiệt lâm chi lai like hiện tại trong đầu chỉ có ý nghĩ này tôi không nên tin tưởng anh ta mấy lần trước tất cả biểu hiện đều là anh ta diễn cho tôi xem biểu hiện mấy lần luân hồi trước đều là hắn diễn cho ta xem lời nói giống như suy nghĩ trong đầu mình từ trong miệng một người khác nói ra, cả kinh lâm chi lai lại một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía hắn. Như thế nào, không phải anh đang suy nghĩ cái này sao? Lâm chi lai rốt cục thấy rõ khuôn mặt bác Tender là một thiếu nữ. Thanh âm thiên về trung tính, không thấy rõ tướng mạo đi theo quả thật có một loại cảm giác nam tính. Tóc bạc, tìm thư uyển đôi mắt đen, trên người mặc chính là trang phục gô tiết trung tính, phía dưới không có váy nữ tính, ngược lại là ống quần đạt tới quần đùi phía dưới đầu gối tiểu tử được không thời diệu mộng vẻ mặt ghét bỏ nhìn lâm chi lai biểu tình trên mặt là người đều có thể nhìn ra chính là cái này chỉ thế thôi sao chỉ thế thôi sao lão tề không phải ta nói hắn không giống chúng ta hắn không có mục tiêu rõ ràng hắn thậm chí không biết mình đang làm gì giống như một con chó hoang lang thang trên đồng hoang sắp chết đói không đợi tề thanh văn khuyên bảo lần nữa thời diệu mộng nói với lâm chi lai bọn họ nói gì đó lâm chi lai hiện tại trong đầu đều đang suy nghĩ nên chạy trốn như thế nào buông tha đi ngươi chạy không thoát đâu nơi này cũng không phải là thế giới ban đầu của ngươi à đúng ngươi hiện tại không có khái niệm này ta đây không bằng đem lời nói thông tục một chút thời diệu mộng đưa tay đỡ trán nàng chán ghét giải thích những thứ này nhưng đây là tất yếu hiện tại nàng cần niềm vui cũng chỉ có thể từ trên người thiếu niên trước mắt tìm lấy. Thời Diệu Mộng xoay người lấy hai cái ly từ trên tủ phía sau ra, đặt hắn trước mặt Lâm Chi Lai và Tề Thanh Văn. Sau đó rót đầy nước sạch vào ly trước mặt Lâm Chi Lai, rót đầy rượu vang đỏ vào ly trước mặt Tề Thanh Văn. Bây giờ, chúng ta hãy tưởng tượng một chút, đây là hai thế giới. Thời Diệu Mộng chỉ tay vào hai cái ly, để Lâm Chi Lai nhận ra mình đang làm gì. Sau đó, chúng ta thế giới này bởi vì 10 năm trước thần vẫn nhật, bị rót vào nhân tố mới, hoặc là nói dị thường loại này không giống với dĩ vãng lực lượng. Nàng đem lâm chi lai trước mặt chén đổ đầy nước sạch, đến nhanh tràn ra trình độ, sau đó dùng ngón tay búng một cái chén vách. Thế giới Thế giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, sau đó, chúng ta thế giới này bởi vì 10 năm trước thần vẫn nhật, bị rót vào nhân tố mới, hoặc là nói gì thường loại này không giống với dĩ vãn lực lượng. Cô đổ đầy ly nước trước mặt Lâm Chi Lai, đến trình độ nhanh chóng tràn ra, sau đó dùng ngón tay búng lên vách ly, nước trong ly không ngừng rung động, giống như muốn phá vỡ vách ly này. Với sức mạnh này, thế giới giống như chiếc cốc đầy nước này, ngay cả khi bạn đổ thêm một chút nước vào nó, nó sẽ tràn ra. Vì vậy, chỉ để giữ cho nước chảy ra khỏi cốc, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? uống xong, hay là đổ vào cái chén khác, nhưng cái này liên quan đến vấn đề hiện tại. Cho dù bạn uống hay đổ vào một chiếc cốc khác, đó chỉ là cách chúng ta gọi nó để mô tả khả năng khái niệm này. Ngươi nên như thế nào để cho cá ở trên trời bay, để cho chim chóc lặn xuống biển sâu, để cho dê bò không sợ mảnh hổ? Lâm Chi Lai like hiểu không? Cái hiểu cái không? Thế giới này là một cái lọ, nước là sức mạnh chiếm tỷ lệ, hiện tại cái lọ này đã tràn ra, cần cái lọ mới để giảm bớt như vậy cái lọ mới ở đâu ra thứ nhất vượt qua thế giới này trình độ cao duy tồn tại đem lực lượng cân bằng thứ hai tìm tân thế giới đem lực lượng phân một phần đến giảm bớt hoặc là nuốt nó lớn mạnh chính mình nói cách khác chúng ta hiện tại đang ở giao giới giữa hai thế giới lâm chi lai ngẩng đầu nhìn thời diệu mộng mặc dù là câu nghi vấn nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định một nửa một nửa nha thời diệu mộng đột nhiên cảm thấy sự tình cũng không có hỏng bét như vậy, ít nhất hy vọng này không phải là không có thuốc có thể cứu. Chúng ta bây giờ đang ở trong kẻ hở của thế giới. Tệ Thanh Văn công bố đáp án. Ngươi cảm thấy hai thế giới nuốt chửng lẫn nhau là dùng phương thức gì? Thời diệu mộng trước mắt lại một lần nữa đưa ra nghi vấn. Thế giới nuốt chửng lẫn nhau. Xâm lược văn hóa. Không đúng, sự khác biệt về văn hóa trên thế giới quả thật tồn tại nhưng đây không phải là cách mà sự tồn tại khái niệm này nuốt chửng cách này quá lâu dài đi xa đến thế giới hoàn toàn có thể đem văn hóa của thế giới khác hội nhập vào bản thân chiến tranh không đúng đó là sự nuốt chửng của thế giới không phải cuộc đấu tranh của cư dân trong thế giới thời diệu mộng nhìn thiếu niên trước mắt đưa tay cầm lấy chén rượu đỏ đầy trước mặt tề thanh văn sau đó lại cầm lấy chén nước sạch đặt hai cái chén cùng một chỗ từ phía dưới quầy ba cầm lấy một cái lọ lớn đến mức có thể nhét toàn bộ hai cái chén vào đem chất lỏng trong hai cái chén đổ toàn bộ vào lọ sau đó lại phân biệt đổ trở về chính là như vậy chỉ vậy thôi sao lối này lâm chi lai nhìn hai chén chất lỏng bị đục không thấy bộ dáng ban đầu đầu óc đột nhiên linh quang chật lóe chúng nó đang dung hợp đúng vậy chúng nó đang dung hợp ngươi không có khả năng nói đem ánh sáng đặt ở trong bóng tối cũng không có khả năng nói đem bóng tối đặt ở trong ánh sáng hai phương này quá mức cực đoan như vậy chỉ cần lẫn nhau dung hợp là tốt rồi dung hợp về sau chính là chân chính thôn phệ tại cái kia khái niệm tính bước ngoặt làm ra chính xác lựa chọn nói cách khác hiện tại chúng ta phải phá vỡ luân hồi này trước thời diệu mộng bất đắc dĩ thở dài nói đúng vậy như vậy ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần ngươi tại sao muốn đánh vỡ cái luân hồi này lâm chi lai cúi đầu suy nghĩ lần thứ ba lần này hắn rất nhanh ngẩng đầu nhìn thời diệu mộng nói không biết lời nói âm vang hữu lực nói tiếp loại chuyện này chờ biết sẽ biết ta hiện tại chính là không biết ta cũng không cần đi biết hiện tại đi thôi đi đi đâu hai người nhìn vẻ mặt hưng phấn của lâm chi lai cuối cùng vẫn là thời diệu mộng hỏi ra lời Ngươi thay vì nghĩ đi đâu, không bằng cẩn thận ngẫm lại mình là ai, nên làm gì, hoặc là nói, ngươi hiện tại rốt cuộc đang làm gì? Nhìn hai người trước mắt, trong lòng lâm chi lai có chút hốt hoảng. Ai? Ngươi còn muốn ngủ bao lâu? Thời diệu mộng từ dưới quậy ba móc ra một cái bánh xe trái, đem nó nhắm ngay lâm chi lai, không có lại một lần nữa khuyên bảo cùng lời nói, bóp cò súng, viên đạn ra nòng. Lâm chi lai lại một lần tử vong luân hồi, lại một lần khởi động lại. Hắn còn muốn mê mang bao lâu nữa? Không biết, dù sao trước khi rời đi hẳn là có thể trở về. Chúng ta đều ám chỉ rõ ràng như vậy, ngươi nói xem hắn có nhận ra hay không? Huyền, không sao cả, năng lực của ta để cho hắn chết thêm vài lần liền tỉnh, số nhiều gánh vác quyền lực vượt qua chính mình năng lực sẽ bị lạc chính mình, cái này ngược lại là cho ta nhắc nhở, hôm nào đi soát một chút kháng tính. Một lần lại một lần nữa. Địch. Không đúng. Không đúng, không đúng. Không đúng. Không nên như vậy. Không nên như vậy. Tôi. Ai đấy? Từ khi đối với tử vong vô cảm đến, Lâm Chi Lai lần đầu tiên sinh ra sợ hãi loại cảm xúc này. Tôi. Ai đó. Rõ ràng lần lượt trốn tránh, lần lượt tìm đúng đường sống sót, luôn một lần nữa xuất hiện đến nơi này thật đúng là bị hai người bọn họ nói trúng lâm chi lai ông đầu đứng dậy sửa sang lại trang phục và trang phục của mình muốn đi ra ngoài cắn răng nghiến lợi nhìn mình đối diện gương muốn sống sót ngươi còn muốn ngủ tới bao lâu sớm đã ngủ đủ rồi lâm chi lai tay trái che mặt tay phải chống lên mặt kính vẻ mặt không ai có thể thấy được tác dụng phụ của năng lực số nhiều thật đúng là quá đáng như vậy đến lúc kết thúc rồi lâm chi lai trực tiếp từ trong không khí nặng ra một cái bánh xe trái cùng thời diệu mộng đánh chết hắn một thanh bánh xe trái giống nhau như đúc đem bánh xe trái đối diện tráng của mình sau đó đem nó nhắm ngay mặt kính phía trước mình một phát bắn ra mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn rơi xuống rơi xuống chìm xuống như chết đuối không đủ còn chưa đủ điểm ấy quyền trọng chưa đủ để thắng. Nếu đã chuẩn bị tốt lấy tiểu bác đại, như vậy ngươi cũng ngoan ngoãn chuẩn bị tốt bị bị cá nhỏ ăn thịt. Giác quan thứ sáu kỳ diệu. Giang hẹp tử sinh. Tham lam thống ngự. Trải qua vô số lần luân hồi, đem sự tồn tại của mình cùng hai thế giới tương giao, bằng vào một phần khí tức yếu ớt đến không thể yếu ớt hơn. Bọn họ đạt được vé vào cửa, phần vé vào cửa cậy động thế giới kia. Chính đại tai ách ba người, Do Lâm Chi Lai mang đến kỳ tích quyền năng làm cơ sở, một lần lại một lần luân hồi, đem hai phương thế giới lừa gạt qua, phần kia ẩn chứa kỳ tích lực lượng quyền năng, đưa hắn đưa tới hai phương giao hòa địa phương. Vì thế, thông qua thông đạo ngắn ngủi thời diệu mộng mở ra, cùng với một phần năng lực hiệp trợ khác, Tề Thanh Văn đem năng lực thống ngự tạm thời cho Lâm Chi mượn, bọn họ muốn chặn lấy một phần lực lượng. Một phần lực lượng bản nguyên mà thế giới đều khát vọng. Hu Hu. Hu. Cất cánh, cất cánh, chưa bao giờ có khởi đầu tuyệt vời như vậy, vu hồ, cất cánh. Lâm chi lai quỷ kêu từ trên sofa quán ba ngồi dậy, hai tay còn quơ quơ. Hoang hô cho ta, hoang hô cho ta uống uống uống. Khụ khụ khụ. Ngay sau đó, nằm ở một góc võng trên giường thời diệu mộng cũng mãnh liệt đứng dậy. Cầm thảo, tìm thư uyển, loại chuyện này không thể nhiều hơn, tới nhiều thật phải gửi một tay ông đầu, điên cùng phun tạo hành vi cuối cùng của Lâm Chi Lai. Rõ ràng trọng tới tay là xong việc, ngươi nhất định phải đi lên một tay cưỡi mặt sát thương, ba người chúng ta có thể sống sót trở về đều coi bói lớn. Từ võng đem thân thể chuyển đến rìa sau đó nhảy xuống, thời diệu mộng chậm rãi đi về phía trước quầy ba, tề thanh văn cũng từ ghé vào quầy ba chuyển biến thành ngồi một tay chống mặt. Lão tề, cảm giác thế nào? Tề thanh văn dùng hai tay xoa xoa mặt, để cho mình tinh thần một chút. Cảm giác hỏng bét rồi, nếu không chỉ có hắn đi, tôi cũng muốn đá hắn một lần nữa. Phốc ha ha ha, một đầu có nghe thấy không, nói muốn đá cậu ra khỏi đội một lần nữa tổ đội. Lâm Chi Lai quay đầu nhìn hai người bất mãn với mình, một tay chống lưng sofa nghĩ đến một cái lan can đẹp trai rơi xuống đất, bùm. Không ngoài sở liệu ngã sắp xuống đất, Trường Kỳ bảo trì một động tác, ý thức trong lúc bất chợt trở về còn không có phát hiện trong khoảng thời gian ngắn vừa làm động tác có độ khó cao liền lộ nguyên hình. Thanh âm cười nhạo của thời diệu mộng càng lớn hơn, ngay cả tề thanh văn người trên mặt vẫn luôn là nghiêm túc này khóe miệng cũng hơi dương lên. Tuy nói lần này lâm chi lai tại hắn thiết lập neo điểm bên trong, không, hiện tại hẳn là kêu quá khứ neo điểm bên trong điên cùng mất mặt, bất quá mục đích cuối cùng vẫn là đạt được, đánh cắp kia phần thuộc về thế giới lực lượng quyền trọng. Mọi người có rất nhiều phương pháp gọi nó, ma pháp, kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi, chỉ tồn tại trong ảo tưởng vật phẩm, nhưng đều không thể tránh khỏi điểm chung chính là, chúng nó đều có thể thực hiện được mọi người trong lòng suy nghĩ. Fantasy, người có thể gọi nó huyễn sáng, toàn xưng dịch làm ảo tưởng sáng tác, chỉ là đơn thuần đem người nắm giữ trong đầu ảo tưởng biến thành hiện thực, đây chính là phần lực lượng này năng lực. Thành phố Sương Mù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigone, Push, Thần Vẫn Nhật hết thảy khởi điểm, bởi vì ngày đó bắt đầu, dị thường năng lực bị thế nhân biết rõ, có thể bị mọi người nắm giữ, lợi dụng. Liền giống như mặt chữ ý tứ đồng dạng, đích xác thật là thần ngã xuống ngày, ngôi sao lâm vào ảm đạm không ánh sáng, ánh trăng không hề rải đầy mặt đất, thế giới bị mưa máu sở bao phủ. Nguyên bản liền hỗn loạn thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn, dị thường quái vật đột nhiên xuất hiện, có người thuận gió nổi lên, cũng có người bị mãnh liệt sông nước nhấn chìm, quy tắc trở nên mất trật tự tầm nhìn nhìn không hề sáng ngời tựa như một bức chỉ có trắng đen hai màu vẽ thẳng đến trung tâm khu vực thành lập trung ương trung tâm tập quyền quản lý sự vụ xử lý khu vực nhất thời bạo loạn dừng lại một đoạn thời gian rất dài tối thiểu đến bây giờ bên ngoài còn không có quá mức thái quá bạo loạn lúc ấy cái loại người nắm quyền rõ ràng có thể ngồi vững trên đài cao nhưng lại ước định tốt cục diện phá rối quả thật vì bọn họ hiện tại đổi lấy lợi ích tương đối có giá trị nhưng con người có giới hạn, tầm nhìn của con người có giới hạn, giống như ếch ngồi đáy giếng, cho dù ngươi đem sự thật bày ra trước mặt hắn, những người thu lợi ích kia cũng chỉ biết lựa chọn đi tín nhiệm chuyện bọn họ nhận thức được. Không ngoài sở liệu, chính người bị đánh lên tai ách nhãn hiệu, tượng trưng cho điềm xấu, nhưng ai lại biết, thế giới đã sớm bị đâm thủng trăm ngàn lỗ thủng, bọn họ ở đoạn thời gian đó đem hết toàn lực cứu vớt thế giới. Thật sự chỉ dùng hết toàn lực sao? bởi vì tính đặc thù của thế giới bị vây công trong một không gian thôn phệ lẫn nhau căn bản không tồn tại trợ lực dưới tình huống gần như tuyệt cảnh này bọn họ đã thành công chính đại tai ách xác thực không phải dũng giả bọn họ không có thua cũng không có thắng chỉ là từ những thế giới kia trong tay bảo hộ thế giới của mình sau khi trở lại thế giới chính người tiếp tục con đường của mình tình bạn vốn không thể nói đến trở nên càng thêm đạm mạc cho nên nói một đầu ngươi rốt cuộc từ bên kia trọng mấy phần huyễn sáng trở về. Thời diệu mộng nhìn Lâm Chi Lai trước mắt bị treo lên run rẩy, nhìn không được phun tạo nói. Không có, ô ô ô, thật không có, ô ô ô, anh em vì các ngươi toàn tâm toàn ý vào sinh ra tử, ô ô ô, các ngươi ở chỗ này hoài nghi ta, ô ô ô. Lâm Chi Lai treo ngực nhìn vật chứa huyễn sáng từ trên người mình run rẩy trên mặt đất, đau lòng muốn chết, nhưng nên làm vẫn phải làm thời diệu mộng một tay chống nạnh không nói gì thở dài, lại buông tay xuống, không lưng nhặt bình huyễn sáng lên, đứng dậy ý bảo một doãn buông dây thừng xuống. Bóng ma treo trên trần nhà rất nhanh rút về, bóp một tiếng, mặt lâm chi lai chạm đất, bạo kích gấp bốn lần. Một doãn mặc đồ hầu gái hơi không người, từ quầy ba lui vào bóng tối trong phòng. Tề Thanh Văn lấy một cái lọ chất đóng huyễn sáng, ném nó cho một doãn trong bóng tối. Dựa theo ước định, ta chỉ lấy một phần huyễn sáng định mức ba phần còn lại hai người các ngươi phân vậy sao không biết xấu hổ thời diệu mộng nhanh chóng quay đầu lại hai mắt tỏa sáng nhìn tề thanh văn nếu lão tề đã buông tha mà một người khác lại cố ý gây sự như vậy mình liền có lý do cầm hai người thật sự vậy sao loại này có được đem ảo tưởng hóa thành hiện thực lực lượng không có khả năng giống như bả đậu đồng dạng không cần thậm chí nói không có một chút lưu niệm buông tha, mà một người khác kia gây chuyện bộ dáng lại giống như cố ý giống nhau. Cố ý sao? Với mức giá này, tôi có thể Phải không? Suy tư nhiều lần, bất quá là xoay người cất bước đưa tay tự hỏi, cuối cùng vẫn là do thời Diệu Mộng cầm lấy hai phần. Mặc kệ hai người các ngươi có cái gì ta không biết đang giấu giếm ta. Tôi nhận món quà này. Khóe miệng hai người đều hơi nhếch lên người bị che giấu cũng không nhận ra động tác của hai người như vậy rốt cục bắt đầu rồi sao khác với một giây trước khi chơi đùa trong nháy mắt này bốn người trong phòng đã không còn thuộc về thế giới ban đầu nếu bạn đi bộ và bị ngã bạn sẽ bị ngã nhưng trước đó bạn sẽ có một nhận thức rõ ràng rằng tôi đã ngã nhận ra rằng tôi sắp ngã vậy thì hãy bỏ qua quá trình này bạn không đi bộ nhưng bỗng nhiên nhận ra rằng bạn đã ngã nhưng không có phần ý thức đó ở giữa bạn vậy chuyện gì đã xảy ra không không nên hỏi như vậy phải nói một giây trước anh đang làm gì cảm giác đường đột hoặc là nói cảm giác sai lệch không gian rõ ràng sẽ khiến bạn có một loại ý thức mình không biết đang làm gì chỉ là phản ứng cơ bắp đơn thuần giống như bạn đang chơi trò chơi bạn thích dùng nhân vật bạn thích đánh liên chiêu quen thuộc bạn thậm chí không cần nhìn màn hình trí nhớ cơ bắp ngón tay có thể giúp bạn đánh ra làm được một loại cảm giác tay so với thần kinh phản ứng nhanh hơn, đây chính là cảm giác chia cắt không gian hiện tại của bốn người. Linh hồn cùng thân thể ở giữa sai vị trí, để cho bốn người theo bản năng đỡ lấy bên cạnh vật phẩm, nga, đương nhiên, Lâm Chi Lai không cần đi đỡ, bởi vì hắn còn nằm. Ta muốn mắng chửi người. Thời Diệu Mộng theo bản năng phun tạo, tứ chi cùng thân thể không xứng đôi cảm giác, thật giống như thiếu Kali cả người vô lực nhưng lại cảm giác được tứ chi cùng thân thể tồn tại. Đến rồi sao? Tề Thanh Văn chậm rãi đứng dậy, tìm thư uyển chấm giao su com coi như ở phương thế giới này, năng lực dị thường của bốn người bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là trong bốn người khôi phục nhanh nhất. Một doãn không nhiều lời, theo sát phía sau Tề Thanh Văn, nhưng rõ ràng có thể thấy trên người cô có bóng ma cuốn quanh tứ chi. Lâm Chi Lai like? À, lâm chi lai vẫn nằm lăn lộn trên mặt đất như cũ được rồi lâm chi lai giống như một con sâu vậy bốn người do tề thanh văn xung phong đẩy ra một thế giới khác đại môn đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này tại sao lại nghiêm túc như vậy thời diệu mộng nhìn bầu không khí này không tự chủ hỏi ngu xuẩn lần sau nói chuyện xem không khí thế nào lâm chi lai vỗ tay phải lên vai thời diệu mộng tay kia vẽ một vòng tròn ta cảm thấy chúng ta ba người một cái mang theo gia đình, một cái thoạt nhìn như vị thành niên, một cái giống cái ngốc tử. từng nói đùa một chút, cũng chính là loại quan hệ thực lực không bình đẳng này, chúng ta cần loại bầu không khí này, hoặc là nói nghi thức để phối hợp một chút quan hệ của ba người chúng ta, nếu kéo gần hơn một chút, chứng tỏ tôi đã thành công, nhưng nếu không, vậy tôi xin lỗi. Tề Thanh Văn nói một đống lời trái ngược với thường ngày, sau đó đi ra cửa lớn, Mộc Doãn vẫn đi theo sau Tề Thanh Văn, giống như cái bóng hai người liếc nhau nhìn thái độ khác thường tề thanh văn sau đó nhìn về phía trước bị tề thanh văn mở cửa sương mù tràn ngập đường phố phục cổ không phải nói đường phố thời trung cổ đèn đường mờ nhạt ở hai bên sáng lên đường phố yên tĩnh thậm chí không có tiếng gió như vậy hoan nghênh các vị đi tới vụ đô tập thần bí huyền nghi truyền kỳ với một thân đô thị hôm nay nó lại đem phát sinh chuyện xưa gì thời diệu mộng cất bước bước ra khỏi ngưỡng cửa, khẽ cười vương tay, tự như muốn bắt lấy sương mù. Không biết chi vật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, tuy rằng nhưng mà. Vì sao ta phải cùng một tổ với ngươi? Thời diệu mộng nhìn một bên mặc áo khoác rộng thùng thình lấy ra từ quán ba, hai bàn tay hai tay ma sát lẫn nhau, thỉnh thoảng còn hà lên một ngụm nhiệt khí của lâm chi lai. T, lão mộng, ngươi không lạnh sao? Hắn run rẩy chăm chọc, thời diệu mộng nghi hoặc nhìn hắn một cái, lại nhìn mình chỉ khoác một cái áo choàng trên cơ sở ban đầu, đội một cái mũ nồi. Dựa theo lời của cô mà nói, đây chính là bản đồ giới hạn thời gian, bản đồ giới hạn thời gian đương nhiên phải mặc thời trang giới hạn thời gian, bằng không sau khi bỏ lỡ bản đồ không có phong cách này tôi không phải khóc muốn chết. Cũng may, chỉ là loài sương mù này mà thôi. Cũng không nói thêm gì, chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi của Lâm Chi Lai. Tầm mắt nàng quét qua bốn phía, nhưng không phải vẫn bị sương mù bao phủ. Lâm Chi Lai không khỏi có chút ảo não, loại vấn đề này hỏi sai người, đương nhiên, càng nhiều là chính mình vì cái gì không nhiều mặc hai kiện quần áo. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng nghĩ như vậy. Khóe miệng thời Diệu Mộng mang theo nụ cười quỷ dị nhìn Lâm Chi Lai cao hơn mình một cái đầu, hài lòng nhìn nghi hoặc trên mặt hắn, nói tiếp: vô luận là ở các loại tiểu thuyết, hoặc là nói trong trò chơi, sương mù đều có thể vĩnh viễn không phải như vậy an bình tồn tại. Ngươi nếu nghĩ vì cái gì không mặc nhiều một chút quần áo xuất môn, vậy lát nữa liền phiền toái ngươi điện hậu. Trước khi đại não Lâm Chi Lai còn chưa kịp phản ứng, hắn nhìn thời diệu mộng trước mắt trong nháy mắt chạy trở về, đại não của hắn ngừng hoạt động một giây, sau đó lại trong nháy mắt phản ứng lại. Địch. Rút chân đuổi theo thời diệu mộng lúc trước hắn đã bắt đầu chạy trốn, nhìn không được phía sau nàng nói tục. Hiện tại Lâm Chi Lai like, thậm chí không dám nhìn về phía sau rốt cuộc là thứ gì, dù sao vừa nói đến sương mù, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải kiến trúc thời trung cổ cùng thám tử, chính là quỷ bí vừa nói. Mà một số người, trước khi bốn người chia lìa phải nhắc nhở cẩn thận nghe được hoặc là nhìn thấy thứ gì đó bị cưỡng chế qua cảm hứng điên cùng mất giá trị sang, chớ nói chi là cường điệu đối mặt với giá trị sang của gia quyến điên cùng mất loại chuyện này. Trợ lý nên có bộ dáng trợ lý, thám tử chạy không nổi, trợ lý đi lên làm nó. Thời Diệu Mộng cũng không mang đầu về, trong lời nói rõ ràng mang theo ý cười nào đó, trêu chọc Lâm Chi Lai đi theo phía sau mình. Điên bà nương nổi điên đừng dẫn ta, có thể tìm vị kia nhà ngươi hay không? Tâm tình Lâm Chi Lai hiện tại cũng không tính là tốt, bị người ta hãm hại còn phải nắm chắc chạy trốn, nhưng hắn thật sự sợ a, à, lần đầu gặp vết a à, lần đầu gặp vết vạn nhất không chạy bị lần đầu gặp vết chẳng phải là rất mất mặt anh dũng hy sinh còn tốt vạn nhất anh em gửi cũng còn bị cười nhạo người anh em kia chịu không nổi muốn nổ tung với cô trong lòng đang nghĩ như thế nào cùng nàng bạo đẹp trai một chút lâm chi lai nhìn nàng tự chạy biến thành đi cuối cùng thật sự dừng tại chỗ hả à không phải lão mộng ngươi chơi thật à tuy nói đều là cửu đại tai ách lâm chi lai nghe nói qua cái này đồng hành đồn đãi nhưng là đồn đãi là đồn đãi đồn đãi đều nói thời diệu mộng có thể một ngụm ăn sống 10 người trưởng thành không kịp nghĩ nhiều người nắm tay khiêng thời diệu mộng lên vai tiếp tục chạy trốn muốn gửi muốn gửi muốn gửi tuy nói bị người nào đó khiêng có thể tiết kiệm không ít khí lực nhưng hắn chạy trốn một chút đập vào bụng người khác quả thật rất khó chịu vỗ vỗ rõ ràng đã chạy ra một đoạn đường phía sau lưng lâm chi lai ý bảo hắn dừng lại một chút nếu không ngừng sẽ bị hắn giết. Tại Lâm Chi Lai dừng lại dây tiếp theo, thời Diệu Mộng nhảy xuống, chống đỡ ven đường cột đèn đường, một tay khác đỡ trán, hít sâu vài hơi. Tôi rõ ràng không có bệnh say xe, tôi thiếu chút nữa nhìn thấy mình sắp chết một lần nữa. Một hồi lâu, thời Diệu Mộng rốt cục hòa hoãn lại, trầm mặt nhìn Lâm Chi Lai một tay vào đầu. Lần sau tôi sẽ hành động một mình, anh không phải quát sơn, tôi cũng không phải xe lóc hôm và sự kết hợp vô nghĩa này chỉ tạo ra sự tiêu hao vô nghĩa. Tiếp theo, nàng thở ra một hơi dài, đứng thẳng người, nhìn về phía hai người bọn họ lúc chạy trốn địa phương. Trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng đánh nhau, hình như có giả thú cắn xé, vật không biết chém dết dẫn sương mù dày đặc bắt đầu khởi động. Có vẻ như sương mù ở đây sắp tan rồi. Lâm Chi Lai nhìn phía trước truyền đến gió mạnh song phương va chạm lẫn nhau, mái tóc của mình bị thổi có chút hỗn độn, trong nháy mắt giơ tay muốn ngăn trở cuồng phong, nghe được bên cạnh thanh âm người truyền đến, hắn có chút nghi hoặc. Hả? Ta bảo ngươi nằm xuống. Lần này theo thanh âm truyền đến đồng thời, trong mắt hắn đồng bạn mãnh liệt đánh về phía hắn, hai người ngã xuống đất đồng thời, ba đạo kình phong từ phía trên thổi qua, ven đường cột đèn bị đánh biến dạng, trước người giống như hiện lên khác thường hào quang. Lâm Chi Lai like? Nghiêm túc một chút anh không có khả năng mỗi lần đều vừa vặn có thể cứu em. Lâm Chi Lai trong mắt thế giới bắt đầu điên đảo, thời diệu mộng thanh âm cùng với động tác hướng về hắn đi xa, thế giới bắt đầu rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng bắt đầu truyền đến, mãnh liệt bắt đầu rơi xuống. Hai tay hướng về phía trước quơ quơ ý đồ bắt lấy cái gì, lại phát hiện nâng hai tay lên đều rất khó khăn, nghĩ hai chân bước về phía trước, phản hồi trở về cũng chỉ có cảm giác vô lực. Thân thể bắt đầu ngã xuống, ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ, sau cảm giác mất trọng lượng, là cảm giác hít thở không thông. Phản phất bị người kéo trầm luân, lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống, biển sau khí tức truyền đến, lâm chi lai sau lưng truyền đến thật lớn cảm giác áp bách. Trong nháy mắt này, kỳ tích cùng hy vọng lóe sáng đột ngột xuất hiện, bắt lấy đã vô lực phản kháng lâm chi lai, vẽn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đem hắn từ biển sau kéo ra. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, tìm thư uyển v đúc v. v v chấm giao su xin. com bắt đầu há to miệng hít vào liên tục hô hấp gian để cho hắn thoát ly cái loại kia hít thở không thông cảm hắn ngẩng đầu nhìn về vị trí ban đầu của thời diệu mộng lại phát hiện nàng đã tiến lên hai bước đem chính mình ném ở phía sau trước người của nàng còn có một người hai người đồng thời nhìn mình tỉnh rồi thời diệu mộng mở miệng cho hắn một chút cảm giác làm đến nơi đến chốn để cho hắn không đến mức cho rằng mình còn ở trong mộng cũng không kém lắm loại cảm giác này là cái gì nói xong chính mình trong đầu lại nhớ lại vừa rồi cảm giác cái loại này kỳ quái nói không nên lời cảm giác rất giống làm cho người ta ở biển sâu trầm luân lại cẩn thận nghĩ xuống cũng không phải như vậy giống thiệt thòi ngươi có thể sống sót trở về a à, ta còn tưởng rằng ta thiếu một trợ thủ thời diệu mộng vỗ tay trước mặt lâm chi lai thu hút sự chú ý của hắn đó chính là điều ta nói đối mặt với cổ thần có phải cảm giác rất tuyệt không tiếp theo cô tiếp tục trêu chọc lâm chi lai ít nhất khiến áp lực tâm lý của anh trở nên không quá lớn à cảm giác đó cũng không tốt lắm nếu không phải giác quan thứ sáu thì tôi thật sự không về được thời diệu mộng mỉm cười nhìn hắn trong lòng cất giấu rất nhiều lời không nói ra chỉ vương tay với hắn một tay kéo lâm chi lai từ trên mặt đất lên đầu gỗ ngu xuẩn ít nhất đối với tử vong ông một chút kính sợ đi nhìn Lâm Chi Lai cất bước đi về phía người kia, khóe miệng thời diệu mộng mỉm cười từ từ thu hồi. Đó cũng không phải là cái gì trực diện cổ thần, ít nhất, vừa rồi không phải. Xoay người, thời diệu mộng giống như người không có việc gì đi về phía hai người, vừa lúc nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Xin chào, tôi gọi là Lâm Chi Lai. Người. Hảo. Ta tên là Lý Nhĩ, Lai Ân Đặc. Mới nhìn qua, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nhìn hai người lần đầu gặp mặt chào hỏi lời nói, thời dịu mộng có chút đau đầu. Tôi không nên mang theo nhân tại này, van cầu, lão tề, trói hắn đi đi, mang không nổi a à, mang không nổi, tôi thật sự ở C, nhưng mang không nổi a. À. Quả nhiên, tầm mắt Linh lướt qua Lâm Chi Lai, nhìn về phía thời diệu mộng ở phía sau, khóe miệng cũng mang theo một nụ cười. Lâm Chi Lai tiên sinh gọi anh như vậy đúng không? Lâm Chi Lai y hồ lô họa biểu buông lỏng tay đối phương ra, cũng mang theo một nụ cười công thức hóa. Vâng, thưa ông Rainer. Ngươi biết không, ở ngươi hôn mê trong lúc, của ta đánh lui trong sương mù quái vật, mà của ngươi. Bằng hữu, nàng nói với ta nàng là thám tử, mà ngươi là trợ thủ của nàng, thật đáng tiếc, vì tiểu thư này lừa gạt ta, chân thành là đối đãi người tối thiểu điều kiện tiên quyết, ta nghĩ chúng ta kế tiếp nói chuyện cũng tiến hành không nổi nữa, không bằng cứ như vậy thôi. Linh tháo mũ của thân sĩ in lân xuống trước ngực khẽ không người, sau đó mỉm cười nói ra những lời này. Nghe xong lời nói của hắn, Lâm Chi Lai muốn nói gì đó, lại nói không nên lời, thẳng đến khi bị thời diệu mộng phía sau kéo gốc áo, ý bảo hắn tránh ra. Lai ân đặt tiên sinh, ngài áp bức trợ thủ của tôi như vậy vốn không có bao nhiêu đầu óc, bảo tôi sau này gặp chuyện nhất định phải tự mình làm sao bây giờ. Thân hình không cao lớn bằng thời diệu mộng của Lâm Chi Lai, khi giằng co với người khác rõ ràng yếu đi một đoạn. Đè cái mũ trên đầu mình xuống, che giấu dấu vết tầm mắt nhìn bốn phía, một lần nữa ngẩng đầu mỉm cười với Linh. Đương nhiên, thám tử tiên sinh, tuy rằng hai người các ngươi thân phận tạm thời không rõ, nhưng là gia tộc chúng ta không sợ bất luận cái gì mưa gió. Nếu ta đã cứu các ngươi một lần, không bằng nể mặt ta tạm dừng lại hơi đi trước một chút chỗ nghỉ ngơi lâm chi lai phía sau thời diệu mộng nhìn hai người trong hai câu nói đã định xong mục tiêu lại nhìn hai người một trước một sau đi sang một bên bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau ba người từ chỗ rẽ đường phố rời đi đường phố vốn hoang tàn trước mắt lại nên đón bóng người đến thăm là bên này sao nếu cảm giác của ta không sai chính là nơi này xem ra người đã đi rồi chúng ta đây xem như bị bỏ lại sao? Vâng, cũng không phải tất cả, đi thôi, kế tiếp hai chúng ta chính là ám kỳ. Toàn bộ dựa vào phân phó của ngài. Thời diệu mộng đi theo Linh, dùng năng lực cảm giác lộ tuyến bốn phía, nhưng vẫn phát hiện ngoại trừ mấy tùy tùng không chút che giấu khí tức kia, trong sương mù căn bản không do thám được bất cứ thứ gì. Phiền toái, thật muốn trực tiếp lật cái bàn lên, chật, nhưng không được, anh hùng, còn chưa bước lên đường tầm mắt thoáng dời qua lâm chi lai, nhất thời cảm thấy có oán niệm xuất hiện trong lòng. Sách, ngươi cũng không phải không có đầu óc, ngươi thông minh như vậy không thể trực tiếp đẩy tiến độ nội dung vở kịch sao, tâm mệt mỏi quá, phiền toái quá, thế giới hủy diệt quên đi. Lâm chi lai ở một bên cảm giác phía sau phát lạnh, cảm thấy mình có chút không thích ứng với thời tiết nơi này, tiếp tục hai tay ông cánh tay chà sát lên xuống. Thời diệu mộng tưởng nói cái gì, lại nghĩ tới cái gì, chỉ là yên lặng đem tầm mắt từ trên người hắn dời đi cái gọi là dị thường hệ thống bất quá là chính thức bên trong người nào đó nói ra đồ vật mà vật này nguyên bản xưng hô hẳn là khế ước quyền trọng hợp đồng với thế giới quyền lực trong thế giới mà thôn phệ lẫn nhau giữa thế giới cũng không phải đơn giản lấy nhỏ chọi lớn hai vật phẩm hoàn toàn khác nhau giống như tủ quần áo và giường mặc dù chúng đều là tấm ván gỗ nhưng ở một điểm bất đồng nào đó hoặc là nói nhiều điểm bất đồng sinh ra lựa chọn mang tính vận mệnh, khiến hai vật phẩm tách ra con đường. Tương tự, chúng ta cần thay đổi chính là điểm lựa chọn nào để cho nó là lựa chọn đi tới tương lai mà trong đó có lẽ sẽ sinh ra dị thường kỳ quái đến ảnh hưởng cân bằng quyền lực dẫn đến thắng bại này. Thế nhưng, bởi vì cái gọi là thay đổi lựa chọn cũng không phải là đi sửa đổi điểm bất đồng của lịch sử, giống như bạn đã từng thay đổi một sự kiện trong lịch sử, sự kiện bạn thay đổi này được ghi vào lịch sử ghi chép như vậy ghi chép tương lai lúc này cũng thay đổi theo là bạn đang thay đổi quá khứ hay là hiện tại đã là định thức của tương lai chúng ta không tự biết được đây chỉ là một loại hình dung để cho ngươi có thể đơn giản ý thức được sự khác biệt để hình dung nhưng trên thực tế lại là một loại sự kiện càng thêm khái niệm ngươi có thể coi nó như trò chơi để đánh thẳng đến khi đem nó qua cửa hoặc là mặc cho nó tự do phát triển có lẽ sẽ nhưng là tồn tại mới cũng nói không chừng tranh đấu giữa chính người từ sau khi phân biệt dẫn dắt thế giới thành công, liền bắt đầu, có người trốn đông trốn tay thật lâu, có người gia nhập thủ hạ của người có quyền lợi, có người bị bắt, có người nước chảy bèo trôi. Cứ như vậy, thế giới an an ổn ổn qua 10 năm. Theo thời diệu mộng suy tư, ba người đi tới trước cửa lớn màu đen. Linh đưa tay kia ra làm tư thế mời, cửa lớn theo động tác của hắn chậm rãi mở ra. Hai người cũng không có bước ra một bước, mà là đồng loạt nhìn động tác của Linh, có lẽ là bị hai người nhìn chăm chú rốt cục chú ý tới mình còn ở trước cửa đối với hai người khẽ gật đầu trước một bước bước vào phủ đệ như vậy lại một lần nữa hoan nghênh hai vị đi tới lai ân đặt phủ đệ so với tưởng tượng bị bắt vào phòng tối nghiêm hình tra tấn hai người ngược lại không bị bất cứ thương tổn gì được mời đến phòng bên cạnh người hầu bên cạnh đem trà bánh pha sẵn đặt bên cạnh hai người sau đó lui ra thời diệu mộng cười cầm lấy nước trà bên cạnh lâm chi lai nhấp một ngụm buông xuống tầm mắt theo động tác trên tay che giấu bắt đầu quan sát bốn phía lâm chi lai rất tự nhiên bưng cái chén trước mặt thời diệu mộng lên đặt ở trước người mình cố ý làm ra động tác cảm giác rất nóng hấp dẫn sự chú ý của người khác tìm thư uyển v đúc v đúc v đúc chấm giao su com linh nhìn động tác của hai người khóe mắt không khỏi giật giật hai vị có thể nói chuyện một chút được không linh cố ý kéo dài thanh âm hấp dẫn tầm mắt hai người vừa mới chuẩn bị nói ra câu tiếp theo nói chuyện gì chúng ta từ đâu tới hay chúng ta rốt cuộc là ai hoặc là nói tại sao sáng sớm lại xuất hiện trong sương mù dày đặc thời diệu mộng mở miệng trước khi lý nhĩ nói ra ngón trỏ di động chậm rãi gõ mặt bàn câu trả lời rất đơn giản chúng ta không thuộc về thế giới này bất ngờ thời diệu mộng dứt khoát nói ra đáp án ồ vậy sao chỉ là nhẹ giọng hỏi ngược lại một câu liền không có tiếp theo linh đem đối thoại đầu giao cho đối phương tất nhiên tôi chỉ nói lên sự thật thôi ông lanter và dù ông có tin hay không tôi đến từ một thế giới khác với trợ lý của tôi sự thật vậy sao nhìn thời diệu mộng mỉm cười kể lại mà lâm chi lai bên cạnh nàng vùi đầu ăn điểm tâm tổ hợp như vậy thật sự không thể làm cho người ta yên tâm. Nguyên nhân chúng ta tới đây cũng chỉ là vì tự cứu mình thôi. Tự cứu mình. Nghe trước mắt thoạt nhìn giống nữ tính lại phản phất các loại tạp vật hỗn hợp cùng một chỗ. Sinh vật. Đại khái là sinh vật đi, lời nói ra, Linh Lâm vào suy nghĩ ngắn ngủi. Một tay nâng lên ông trước ngực, tay kia đặt ở trước trán ngón trỏ đùa bẩn mái tóc đen của mình. Giống như lúc biểu diễn ca kịch nhân vật mới lên sân khấu, dưới ảnh hưởng của sương mù ánh đèn cũng không sáng ngời giờ phút này phản phất toàn bộ đánh vào trên người hắn. Đồng tử màu vàng sen lẫn mở ra, nhìn về phía thám tử đối diện. Ta đại khái hiểu rõ, nhưng ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, hoặc là nói các ngươi. Ngờ vực vô căn cứ cùng tín nhiệm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, ta đại khái hiểu rõ nhưng ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, hoặc là nói các ngươi. Dù sao, chỉ là lời nói một mặt của chúng ta, đúng không? Thấy đối phương nói ra suy nghĩ trong lòng mình, Lý Nhĩ gật gật đầu. Linh, Lan Tơ tiên sinh, có lẽ ta hiện tại nói ngươi quả thật không quá tin tưởng, nhưng là không sao. Ta chỉ biết nói sự thật, ta sẽ không nói cái gì ngươi hiện tại rất nguy hiểm, hoặc là nói cái thế giới này sẽ hủy diệt cái gì, sau đó móc ra không thuộc về thời đại này đồ vật đến chứng minh ta nói là chính xác mỗi người đều có mỗi người suy nghĩ cùng băn khoăn đương nhiên ta nguyện ý cho ngài thời gian để cho ngài tới tin tưởng ta như thế nào thời diệu mộng vốn chuẩn bị nói ra một bộ lý do thoái thác khác khi linh nói ra cũng không hoàn toàn tín nhiệm thì thay đổi ý nghĩ ý nghĩ kia bị mình chôn ở đáy lòng lý do thoái thác dùng để tranh thủ tín nhiệm ở chỗ người này đại khái là không có tác dụng so với nghĩ làm sao tranh thủ tín nhiệm của hắn cuối cùng lại biến khéo thành vùng, không bằng trần tố sự thật. Đương nhiên, trần tố không hoàn toàn cũng là một phần của trần tố sự thật, không phải sao? Linh đứng dậy, ra hiệu với người hầu phía sau, ý bảo hắn đưa hai người đi nghỉ ngơi. Ta đây có thể chậm trễ hai vị, dù sao phủ đệ lai ân đặt ở đây cũng không có chỗ nghỉ ngơi. Thời Diệu Mộng khẽ gật đầu với Lý Nhĩ, đi theo người hầu, mang theo Lâm Chi Lai còn ăn điểm tâm đi về phía phòng ở đình viện phía sau. Nhìn hai người quy củ như thế, sự nôn nóng trong lòng Lý Nhĩ không khỏi giảm đi vài phần. Đối với phía sau từ ra cửa đến khi trở về vẫn đi theo đội ngũ của mình chào hỏi một cái, gọi tới người đưa tin. Đi thông báo cho A Tạp Hạ, còn có người nhà hách mạng mạng, thế giới hỗn loạn này, có lẽ rốt cục có thể yên tĩnh một chút. Thời Diệu Mộng ngồi trên sofa trong phòng khách, tự hỏi trong hành động của mình có chút sơ suất và khuyết điểm hay không. Đối với thời diệu mộng mà nói, quyền năng của nàng rất đặc thù, cùng thế giới ký kết hiệp nghị sau đó quyền năng của người khác, sức biểu hiện đều tương đối rõ ràng. Tỷ như lâm chi lai mang đến kỳ tích giác quan thứ sáu, cho dù là 0 phần trăm xác suất chiến thắng, chỉ cần điều kiện thỏa mãn, có thể làm cho khát vọng lớn nhất của lâm chi lai lúc đó hóa thành hiện thực. Như vậy dị thường này sẽ cho cơ hội thành công bao gồm nhưng không giới hạn lừa gạt hiện thực mà tử sinh gian hẹp phần quyền năng này ngược lại là biểu hiện không tốt lắm miêu tả năng lực bao gồm nhưng không giới hạn giết chết chính mình đúng vậy phần dị thường này khởi động điều kiện thứ nhất là tử vong vì cái gì đối với linh mà nói trước mắt thời diệu mộng ngược lại là các loại tạp vật hỗn hợp cùng một chỗ sinh vật chỉ cần thông qua thân thể nhìn thẳng linh hồn rất đơn giản sẽ phát hiện phần năng lực này chân tướng cũng không phải là cướp đoạt cũng không phải là phục chế, mà là thời diệu mộng mỗi một lần trên ý nghĩa vật lý tử vong, đều sẽ đối với giết chết lực lượng của mình sinh ra tương ứng kháng thể hoặc là nói kháng tính. Cũng giống như, ngươi dùng đao kiếm nàng sẽ thu được hộ giáp, ngươi dùng ma pháp nàng sẽ thu được pháp thuật miễn dịch loại này siêu quy cách tính chất năng lực, mà bởi vì dị thường ảnh hưởng, để nàng trở thành nửa chết nửa sống trạng thái tồn tại, đây chính là thời diệu mộng dị thường chân tướng. Trước đó, mượn lâm chi lai giác quan thứ sáu năng lực, để cho ngắn ngủi thoát ly thế giới trở thành người đứng xem, sau đó dùng thời diệu mộng năng lực lặp đi lặp lại giống trong trò chơi soát lấy đối với thế giới lực lượng kháng tính, sau này, trực diện hạch tâm, bằng vào thắng lợi cơ hội để cho tề thanh văn có thể từ trong đó trộm lấy huyển sáng. Sau này, thế giới này, quá mức quỷ dị, cũng không phải nói thành phố này quá mức quỷ dị, có khắc hệ thành phần các loại, mà là nói thành phố này, quá mức bình thản. Vẹn vẹn chỉ là loại trình độ nguy hiểm này, ta đây cũng không tin, giống như trước bão táp phiến yên tĩnh này cũng sẽ không kéo dài bao lâu. lời chia làm hai đầu, sau khi lâm chi lai đi vào phòng, cả người trải trên giường bắt đầu ngủ. nằm trong chốc lát, lại từ trên giường ngồi dậy, khoanh hai chân hơi thở dài. quả nhiên vẫn là muốn đánh ngu ngốc một trận a. À. nói xong, tay phải của mình không tự chủ vung vẩy về phía trước, trong tưởng tượng đánh tới trên mặt đối phương, trên mặt mình cũng không tự chủ mang theo nụ cười duy trì động tác này sau đó lại buông tay xuống nụ cười cũng thu liễm lại ở thế giới kia bên trong ta cũng không chỉ là quan tại tử vong cái loại này tử vong mang đến thống khổ cảm giác vô lực ta thế nhưng là nhớ rõ ràng ngu ngốc ngươi rốt cuộc muốn làm gì đối mặt với cổ thần lừa dối người khác một chút thì thôi ta đã trải qua năng lực tử vong của ngươi không biết bao nhiêu lần rồi lâm chi lai like từ đai lưng không gian thu nạp lấy ra huyển sáng tầm mắt xuyên thấu qua huyển sáng nhìn bàn tay của mình thật lâu sau tay dùng sức đem lọ bóp nát tràn ra huyển sáng tại trong nháy mắt toàn bộ bị lâm chi lai thân thể nuốt hết đây là cách dùng cơ bản nhất của huyển sáng hấp thu nó để nó cảm nhận khí tức của ngươi vô luận là cường hóa chính mình hay là dùng phần lực lượng này đi sáng tạo ra vũ khí trong lòng mình đều cần trải qua một bước này đương nhiên vô luận là cường hóa chính mình hay là sáng tạo vũ khí đều tồn tại một giới hạn cường hóa bản thân tạm thời không nói thế nhưng vũ khí của bản thân đối ứng chính là linh hồn ngươi hoặc là nói bước sống sinh mệnh đây là bằng chứng trói buộc với ngươi ở cái này bằng chứng điều kiện tiên quyết hạ một người vô luận là trên lý luận hay là trên thực tế có thể cũng chỉ có thể sáng tạo một thanh thuộc về chính mình vũ khí mà phần vũ khí này có mà chỉ có thể có một phần huyễn sáng miêu tả mà món vũ khí này có thể có được tác dụng rất có hạn cũng giống như ngươi muốn sáng tạo ra một kiện chỉ cần ấn nút xuống là có thể giết chết trừ chính mình ra tất cả mọi người vật phẩm món vật phẩm này là có thể sáng tạo ra hơn nữa món vật phẩm này cũng là có chức năng này nhưng điều này liên quan đến một chìa khóa khác trọng lượng so sánh trọng lượng hai bên trên cân khi hai bên không đúng bạn cần phải trả trọng lượng không đủ khi bạn không đủ trả đương nhiên người bị giết sẽ chỉ là chính bạn mà có người liền nghĩ tới Vậy ta vì cái gì không tìm người thiết kế một kiện để cho người sử dụng cưỡng ép kéo cao đến có thể sử dụng thanh vũ khí này. Sự thật chứng minh, thí nghiệm này thất bại, người nghĩ đến cái này tử vong, trong quá trình sử dụng vật phẩm kia tử vong, rõ ràng hai vật phẩm đều là bình thường. Sau đó bọn họ phát hiện, dù là người nắm giữ thuộc về người khác nhưng là người cũng có thể sử dụng huyễn sáng vũ khí, dù là người không cần trả giá thật lớn, dù là người có thể sử dụng nó quyền trọng tìm thư viện v v v chấm giao su sinh chấm công người giống nhau không cách nào đi sử dụng những vũ khí này. Và khi bạn đạt đến cấp độ đó, bạn không cần những vũ khí đó một lần nữa, vì vậy nó rơi vào nghịch lý vòng lặp. Vũ khí chung quy chỉ là vũ khí, nhưng nếu như ngươi ngay cả tư cách sử dụng nó cũng không có, không khỏi có chút quá buồn cười. Lâm Chi Lai đem trong cơ thể huyễn sáng một lần nữa dẫn dắt đến trước người của mình, năng lượng tuy rằng tản ra bốn phía, nhưng là thủy chung không có rời đi lâm chi hơn một mét chậm rãi vũ khí ngưng tụ thành hình mà lâm chi lai like trong đầu hiện tại ý nghĩ đầu tiên có thể thay đổi cố sự kết cục lực lượng vũ khí cũng không có đặc định vũ khí hình thái chỉ là hướng về nó đưa ra yêu cầu lâm chi lai like cần chính là để cho mình có thể tại thời khắc mấu chốt vĩnh viễn phát phát kỳ tích vì thế điều kiện tiên quyết này chính là có thể thay đổi hết thảy chuyện xưa lực lượng hình dạng ngưng tụ dần dần thành hình kiếm gậy súng theo thời gian trôi qua phạm vi dần dần thu nhỏ lại đưa tay về phía trước một trảo, bốn phía vành đai ánh sáng ngưng tụ thành hình một thanh kiếm ba thước bị lâm chi lai từ trong bắt ra là kiếm sao lâm chi lai nhìn vũ khí trước mắt có chút ngoài ý muốn cũng không phải là hắn không biết dùng kiếm mà là hắn thật sự không nghĩ tới nguyên lai là vũ khí bình thường như vậy rõ ràng hắn đều làm tốt xuất hiện C rút tử khả năng trên thân kiếm không có hoa văn hoa lệ, lưỡi kiếm hai bên thậm chí mũi kiếm cũng không cảm giác được loại cảm giác sắc bén này. Kiếm cách thoạt nhìn so với tiểu kiếm cách bình thường lớn hơn một chút nhưng cũng không phải loại đại hộ thủ phương Tây này, mà chui kiếm cho người ta một loại cảm giác giản dị tự nhiên. Tay phải cầm chui kiếm, tay trái từ kiếm cách đỡ thân kiếm hướng mũi kiếm. Tại sao lại là một thanh kiếm? Trong đầu Lâm Chi Lai không khỏi sinh ra loại nghi vấn này. Suy tư thật lâu, vẫn là thu hồi thanh vũ khí này, đem trong không khí tràn ra huyễn sáng khí tức thanh trừ, triệt tiêu chính mình ngay từ đầu bày ra kết giới. Mời! Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, mà bên kia, Linh giờ phút này đang ngồi ở phòng chờ đợi hai vị khách nhân đến. Trước mặt hắn mở ra một quyển sổ tay, hắn đang viết cái gì đó. Không đợi thật lâu, người hầu đưa hai vị thiếu nữ vào phòng, sau khi dọn chỗ ngồi cho hai vị, rót một ly đồ uống nóng, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng mang cửa phòng lên. Bên tay trái Lim chính là Tiva Herman, người dẫn đầu một thế lực khác còn sống sót trong sương mù bị phong tỏa, sợi tóc màu nâu bị ánh đèn lờ mờ phản chiếu ra màu vàng, đồng tử màu lam cũng theo ánh đèn biến thành màu sắc dần dần thay đổi, hơn nữa trên người mặc váy gô tiết giống như quần áo công chúa trong truyện cổ tích, hiện tại chính là một vị công chúa cổ tích hiển nhiên nàng buông chiếc đèn vẫn đang cầm trong tay xuống, hơi cúi người với Linh đối diện bạn, có điều chiếc đèn kia lóe sáng, là ánh sáng do ngọn lửa màu lam phóng ra. Nằm ở Linh bên tay phải chính là Acacia, Petty, theo chính nàng miêu tả, nàng đã ở trong sương mù này sinh hoạt mười mấy năm, màu tóc của nàng có so với những người khác màu tóc càng thuần túy trắng, tự như có thể lưu lại ánh sáng sắc thái tác phẩm nghệ thuật. Đang hồng đồng tử biểu hiện ra thần tình không phải như máu lạnh như băng cùng ác ý ngược lại có dịu dàng cùng hy vọng thần thái. Trên người mặc chính là chính mình sửa chữa qua dễ dàng hành động tương tự với gô tiết trang phục đồng dạng trang phục, hai tay ống tay áo toàn bộ bị cắt rơi thẳng đến bả vai khẩu, hai tay phân biệt cột có hai cái vòng tay, bên trong tự hồ cất giấu cái gì, trước người váy càng là trực tiếp bị nàng cắt đến rốn dù sao mặc quần, nàng là nói như vậy, phía sau váy bị cắt ngắn, chỉ lưu lại cùng di cờ làng váy đồng dạng dài chiều dài mà bên hông ở hai bên trái phải chia ra giữ lại một làn váy, mặt trên khắc ký hiệu làm cho người ta xem không hiểu, bên hông bên phải treo một hộp da hình chữ nhật, không biết bên trong chứa cái gì, trên đùi bên phải cũng dùng vòng chân buộc một vòng lưỡi dao ngắn một chút. Hai người đều ngồi đối diện Linh, chờ hắn bắt đầu nói chủ đề trước. Sau khi viết xong một đoạn văn, Linh đặt bút xuống, đẩy quyển sổ tay về phía Akasha và Tiva. Hai người liếc nhau, A Tạp Hạ mỉm cười vươn tay trái ra, hơi hơi mở về phía trước ý bảo nàng xem trước sau khi hơi do dự đế đưa tay cầm bút ký sổ tay rất dày là quyển linh tự mình mang theo bìa bọc da bốn góc đều có bảo vệ bằng kim loại bút ký trong sách cũng rất nhiều còn lại trang sách cũng chỉ có vài tờ để vi nhìn bút ký mới viết trước mặt lý nhĩ tô tô sửa lại thật lâu chữ viết càng về sau càng lộ ra có chút lượng lờ tự hồ tâm tình người viết chữ không bình thản như biểu hiện ra ngoài qua loa qua một lần ngón tay khoác ở mới nhất bút ký thượng đợi đến nàng xem xong đem bút ký đưa cho một bên chờ đợi acacia đợi đến acacia lãm duyệt hoàn thành đem bút ký buông về sau linh mới lên tiếng hỏi các ngươi cảm thấy có thể thành công sao lần trước ngươi cũng hỏi như vậy kết quả chúng ta ba người bây giờ vẫn như cũ còn ở cái này chết tiệt vụ đô sớm biết vậy liền không cùng người trong nhà nói cái gì muốn ra ngoài lịch lãm để lệ nghiêng người về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi bình thản nói ra những lời này bất quá trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia đùa cợt ta nhớ lần trước ngươi không nói là chính ngươi yêu cầu mà là được phái tới miêu tả a à, miêu tả tôi tìm cho mình một cái miêu tả dễ nghe một chút không được a à. để y tựa như một con mèo bị giẫm phải đuôi cả người xụ lông kích động đến mức đứng dậy hai tay chống ở trên bàn phòng miệng nhìn lý nhĩ được rồi hai vị không bằng tạm thời buông tha liếc mắt đưa tình. A Tạp Hạ ở một bên nhấp một ngụm đồ uống nóng, trong mắt mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Ai đang liếc mắt đưa tình với người này? Cuối cùng đế lệ ở trong đối diện với A Tạp Hạ trước một bước bại trận, lầm bầm một câu, lại một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Linh cũng thu hồi khóe miệng hơi nhếch lên, hai tay mười ngón giao nhau đặt trên mặt bàn. Như vậy trở lại vấn đề chính, ta viết xuống kế hoạch, có tính khả thi sao? không rõ lắm cụ thể phải xem trình độ chân thật của hai người từ bên ngoài đến nhưng đúng như lời bọn họ nói không thuộc về thời gian này như vậy ta cảm thấy ở sương mù còn chưa hoàn toàn ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công trước kia của bọn họ tối thiểu có bảy thành acacia tiếp lời linh cũng đi theo phân tích vậy tại sao anh không trực tiếp gọi hai người bọn họ tới dù sao cũng không phải là thứ phức tạp gì không phải để cho bọn họ thử đi ra ngoài sao hai người bắt đầu lục đục với nhau rồi đúng không? Đế Pháp chống má nhìn hai người dường như đang đàm luận quỷ kế kinh thiên gì đó nói ra suy nghĩ của mình. Trầm mặt, là Khang Kiều đêm nay. T, ta cảm thấy ngươi nói đúng, hình như là hai chúng ta nghĩ vấn đề quá phức tạp. Linh nghĩ lại phát hiện đối phương cùng mình ba người đều ở trong sương mù, cho dù bọn họ nói không sai đại khái cũng cần từ nơi này rời đi, không bằng trực tiếp đạt thành hợp tác. Bất quá, nên đề phòng vẫn phải đề phòng linh ngẩng đầu nhìn akasha lại nhìn tiva hắn cũng không hy vọng một lần hợp tác vứt bỏ đã tương đối quen thuộc hai vị lão bằng hữu dù sao hắn còn không có đã thương qua hai người một lần lúc ấy dịu mộng từ trên giường bừng tỉnh đứng dậy đi tới cửa sổ phát hiện sương mù bên ngoài vẫn không có tiêu tán xem ra những sương mù này chẳng phân biệt được ngày đêm dùng lời nói của trò chơi mà nói chính là sân bãi vĩnh cửu sao hơi buông ra năng lực cảm giác chung quanh một chút, phát hiện trong phủ đệ có thêm hai vị không nhận ra khí tức mới. Thời diệu mộng lại mở cửa phòng nhìn ánh đèn hành lang xua tan sương mù dày đặc cơ hội biến mất, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy, đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhìn người hầu ở cửa, đem thân thể nghiêng dựa vào mép cửa, hai tay ông ngực chờ. Không bao lâu, có hai vị người hầu tiến đến cùng người hầu đối thoại, một vị ở chính mình bên này, một vị khác đi phía trước một chút, là Lâm Chi Lai gian phòng đi. Nàng nhìn Lâm Chi Lai từ trong phòng đi ra, toát ra một cổ khí tức rất cổ quái, tìm thư uyển v đúc v v chấm giao su sinh chấm công thời diệu mộng cho là mình cảm giác sai rồi, lại một lần nữa cảm giác một chút khí tức của hắn, thẳng đến khi hắn đến gần, thời diệu mộng sắc mặt biến càng thêm cổ quái. Lâm Chi Lai nhìn sắc mặt, đồng đội, trước mắt, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Nhưng chỉ có thể nhìn thấy nàng lắc đầu, sau đó xoay người đi theo người hầu ra ngoài, Lâm Chi Lai chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Người hầu trước người mang theo nàng đi qua con đường khác với lúc đến, Thời Diệu Mộng lại một lần nữa cẩn thận quan sát phủ đệ khác. Xuyên qua hành lang sau đại sảnh, đi tới cửa phòng bên. Hơi thở mới đó ở trong căn phòng này, phải không? Người hầu gõ cửa, sau đó lui sang một bên làm ra động tác mời Thời Diệu Mộng, Thời Diệu Mộng đẩy cửa đi vào, nhìn hai nữ một năm trước mắt khóe miệng có chút trung rẩy. Thiếu chút nữa cho là mình là đi tới cái gì loại nhỏ hiện trường, hai tay giao nhau đặt ở trên bàn chống cầm mặc áo gió màu đen linh, ngồi ở một bên uống đồ uống nóng mặt Lolita Tiva, cùng với đứng ở một bên giá sách trước lật xem thư tịch Acacia, hơn nữa chính mình cái này một thân trinh sát quần áo. Thu hồi ý nghĩ phát tán trong đầu, đi lên phía trước hơi cuối người, đối với Linh ngồi ở vị trí chủ vị ân cần thăm hỏi. Lai ân đặt tiên sinh. Thám tử tiên sinh nghỉ ngơi thế nào? Cũng không tệ lắm, nếu như không có chút ánh mắt nào nhìn chầm chầm thì càng tốt. Bộ dáng vui vẻ của Linh khiến Thời Diệu Mộng không nhìn được oán giận nho nhỏ, cũng giống như nàng nghĩ biểu tình trên mặt Linh rõ ràng cứng nhắc trong nháy mắt. Tốt hơn là chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng. Sau tất cả, chúng ta là người trên một chiếc thuyền, phải không? Tuy rằng trên mặt vẫn bình thản như trước, nhưng trong lòng lại nghĩ như thế nào còn có người chủ động cho cơ hội đi lên để cho ta chơi, ta đây không khách khí. Tất nhiên. Hợp tác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, một hàng bóng người ở dưới ánh đèn lục tục đi qua, hai vị thân hình tương đối cao lớn người hầu ở phía trước mở đường, thời diệu mộng, lâm chi lai, like, linh đám người đi theo phía sau, cuối đội ngũ còn có mấy vị người hầu đi theo thời diệu mộng nhìn bốn phía bị ánh sáng cầm đèn trên tay người hầu xua tan một chút sương mù, bốn phía vốn không thể nhìn thấy toàn cảnh cao ốc cũng lộ ra một đoạn bộ dáng ban đầu. Trên đường phố cũng không có vết máu, cho dù là đánh nhau lưu lại dấu vết đều không có. Vài phút trước, thời diệu mộng cùng ba người ở thiên phòng nói chuyện với nhau chính thức đi vào quỹ đạo, ba người báo cho sương mù diện mạo thật sự. Đó là một loại hợp lại luyện kim ma pháp sản phẩm, dường như là bởi vì một lần cỡ lớn luyện kim thí nghiệm bạo phát sinh ra vật phẩm, không, phải nói là sinh vật. Sương mù này đã tồn tại trên thế giới một đoạn thời gian rất dài, tự hồ từ lúc hai người Linh và Tiva chưa ra đời đã tồn tại, mà hai người sở dĩ tới nơi này, bất quá là muốn thu hoạch công lao có thể làm cho người trong nhà tán thành mình mà thôi, theo như lời bọn họ nói là như vậy. Về phần A Tạp Hạ, nàng tự miêu tả là cái kia tràn luyện kim bạo tẩu sự kiện đương sự người bởi vì đối với bị sương mù cắn nuốt tánh mạng người trong lòng có thẹn mới vẫn tồn tại ở chỗ này cứu vớt người khác nhưng là đột nhiên phát hiện mình bị vây ở sương mù đô bất đắc dĩ chỉ có thể tìm tìm rời đi biện pháp trở lên tất cả đều là ba vị tự miêu tả thời diệu mộng cũng không tin những miêu tả này nhưng công phu bề ngoài vẫn phải làm tốt mỉm cười với ba người mà sau đó linh nói ra kế hoạch của hắn nguyên bản chúng ta đã tìm được rời đi đường nhưng là chúng ta đã tồn tại tại sương mù quá lâu trong cơ thể cũng hấp thu nó tiết ra loại năng lượng nào đó dẫn đến chúng ta không cách nào ảnh hưởng đến nó thì ra là thế thì ra là thế là chính thống tây huyển kiểu mạo hiểm rpg sáu lộ nhân vật chính ngộ nhập sự kiện sau đó cùng npc gặp nhau lại tiếp nhận hắn chỉ dẫn đi giải khai câu đố cứu vớt thế giới nhưng mà thật sự là như thế sao suy nghĩ của thời diệu mộng rời khỏi suy nghĩ đem tầm mắt một lần nữa ngưng tụ đến bậc thang trước mắt. Giống như còn thiếu chút nữa cái gì, thiếu chút nữa có thể làm cho ta đem hết thảy sâu chuỗi lại đồ vật, cân nhắc đến đối phương ba người trên thực tế không tín nhiệm. Nàng bất động thanh sắc đem tầm mắt đảo qua phía trước mở đường người hầu cùng phía sau ba người cùng người hầu. Cảm giác không tín nhiệm quá mức rõ ràng, ý đồ giám thị cũng giống như vậy, hơn nữa. Quá mức sốt ruột. Đợi đã. Quá mức sốt ruột sao họ lại vội thế sự đồng hóa của cơ thể quái vật mà tôi gặp lúc đầu và bây giờ trên đường phố hoàn toàn không có dấu vết chiến đấu để chứng minh rằng họ đã chiến đấu sự sống có bị nuốt chửng không hay là nói một người sẽ bị đồng hóa thành quái vật hoặc là nói chính họ đã gây ra chuyện này bước chân của thời diệu mộng đi theo người hầu phía trước suy nghĩ trong đầu lại chưa bao giờ dừng lại rõ ràng đến trước cửa chính của chân tướng lại luôn cảm giác kém một bước chật cô rất ghét loại cảm giác lục đục với nhau này nhưng lại không thể không đi làm loại người giải đố này nếu như ngay cả loại câu đố này cũng không giải được như vậy rõ ràng tìm ra thế giới lần này không hợp lý hoặc là nói điểm lựa chọn dị thường căn bản không thể nào nói đến trong lúc suy tư bước chân thời diệu mộng dừng một chút nàng không hề vừa đi vừa tự hỏi những nội dung này sắc mặt cũng trở nên kỳ quái cho nên bởi vì hai người chúng ta trong cơ thể không tồn tại vụ đô năng lượng, không có chính thức chứng thực giấy chứng nhận, thuộc về người từ bên ngoài đến, muốn bị trục xuất. Tới ngay. Quái vật đột kích hoàn toàn không có tiếng bước chân, cũng không có nhe răng trận mắt khàn khàn thanh, tự như trời sinh người săn bắn, chờ đợi thời cơ, một kích mất mạng. Hai bóng đen từ hai bên xuyên ra, trực tiếp đánh giết người hầu phía trước nhất của đội ngũ hai người hầu cũng đang cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt thân thể căng thẳng tiến hành phản kích, trốn là vô dụng, đây là giáo huấn của máu, là tin tức cuối cùng mà đồng bạn thông qua tử vong nói cho bọn họ biết. Hai người đem vũ khí thống nhất trong tay đánh vào đầu quái vật hình như sài lan, dưới sự vội vàng chỉ có thể miễn cưỡng đánh vỡ. Đừng ham chiến, đánh lui, bổ sung đuôi đội, trực tiếp phá vòng vây. Linh kịp phản ứng đồng thời truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời rút thanh kiếm nhỏ vẫn đang nắm trong tay trái ra khỏi vỏ kiếm xông lên phía trước đánh bị thương một con quái vật đang tập kích tới ngọn lửa trên tay tiva bên cạnh hắn cũng bốc lên trong nháy mắt ánh sáng màu lam chiếu ra hình như có bóng dáng của những người khác hiện lên nàng cũng theo linh cất bước xông về phía trước a à, tạp hạ lại xoay người hướng đuôi đội phóng đi xoay người đồng thời từ trong dây buộc trên người đem lưỡi dao khéo léo từ trong vỏ vỏ lấy ra đồng thời ném ra mục tiêu là những quái vật không bị đánh lui bay về phía trước thời diệu mộng trong lúc quái vật xuất hiện cũng đã lui về phía sau lâm chi lai tay phải từ trong thiết bị trữ vật không gian bên hông mình lấy ra một khẩu súng ngắn chân phải nhanh chóng ổn định trọng tâm về phía sau dáng người đồng bộ tiến hành thay đổi tay trái bao lấy chui súng tay phải cầm nhanh chóng bắn liên tục máy phát súng về phía không khí bên cạnh trong sương mù không thể nhìn thấy truyền đến tiếng súng nổ không khỏi làm cho lông mày thời diệu mộng nhíu lại số lượng quái vật rõ ràng có chút nhiều, ta vừa rồi cái kia mấy thương cũng không có tiến hành ngắm chuẩn, chỉ là hướng tập kích mà đến trận hình lỗ hổng khai mấy thương. Thì ra là thế sao, ta đã nói bọn họ vì cái gì gấp gáp như vậy, xem ra ba người bọn họ là biết tình huống này. Suy nghĩ còn chưa tiến hành, tầm mắt thời diệu mộng nhìn lâm chi lai từ trong không khí ngưng tụ ra một thanh kiếm. Cái này tiến hành huyển sáng tạo hình sao? lại đem tầm mắt dời đi nhìn về phía tập kích mọi người quái vật, cũng không có con mắt này một khí quan. Giọng nói. Hơi thở. Khứu giác. Hay là ai chỉ huy? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cổ tay trái của Diệu Mộng tìm Thư uyển bị Lâm Chi nắm lên, thân thể bị nắm lấy kéo về phía trước. Đồ ngốc, chạy trốn rồi. Mới vừa chạy được hai bước, thời Diệu Mộng dùng sức giãy khỏi cổ tay trái của nàng, một tay rút lui, tay trái thuận thế đem băng đạn đã lắp sẵn đạn dược đặc thù bỏ vào trong chui súng. Người đi theo bọn họ trước, ta cần cơ hội sống một mình với nàng. Thời diệu mộng xoay người ý bảo Lâm Chi Lai rời đi, lại chỉ A Tạp Hạ quay lưng về phía bọn họ, đồng thời bóp cò đem quái vật tới gần đánh lui. Không có nhiều lời trao đổi, Lâm Chi Lai quyết đoán xoay người đuổi theo Linh và Tiva. Acacia thấy bên người người hầu đã rút lui, cũng đuổi theo cuối cùng người hầu, thỉnh thoảng hướng về phía sau ném dao ngắn trở ngại đuổi theo quái vật của nàng thời diệu mộng nhìn thời cơ chênh lệch không nhiều lắm đã đến đình chỉ động tác yểm hộ trong tay đem mấy người hầu trước sau rời đi thả qua đem khí tức của bản thân hoàn toàn ẩn giấu đây chính là năng lực cấp bậc ép mà chính mình ta rèn luyện ra đợi đến phía sau a tạp hạ vọt tới diệu mộng cùng phía trước lúc các nàng chung quanh đã bị bao vây đang lúc tay phải a tạp hạ đưa vào hộp da bên hông chuẩn bị đem thuốc luyện kim lấy ra từ trong đó ném nát trên mặt đất yểm hộ chính mình rời đi thời diệu mộng một tay bắt lấy tay phải của nàng một tay che miệng mũi của nàng yên lặng hai người thân thể kề sát cùng nhau lui sang một bên thời diệu mộng dùng tự thân đã thay đổi khí tức chảy về phía bao trùm lấy a tạp hạ khí tức quái vật tại a tạp hạ vừa rồi khí tức biến mất vị trí tại chỗ xoay vòng vòng vo mấy vòng về sau đầu tiên là hướng mọi người rời đi vị trí dùng đầu nhìn một chút sau đó ngay trước mặt hai người trực tiếp hóa thành sương mù tiêu tán. Qua một đoạn thời gian sau, thời diệu mộng buông hai tay A à Tạp hạ ra. Nhìn nữ nhân biểu tình không hề thay đổi trước mắt, hỏi. Một chỗ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, hình như ngươi cũng không kinh ngạc. Thời diệu mộng mở đầu câu chuyện, hai tay ông ngực nhìn A à Tạp hạ. A Tạp Hà xoay người nhìn vị thiếu nữ thân hình thấp hơn mình một cái đầu này, vẻ mặt vẫn là vẻ mặt dịu dàng kia. Rốt cuộc có dự liệu được, thám tử tiên sinh mới là, lại không có bị những quái vật này hù dọa sao? Thời Diệu Mộng nhìn chầm chầm A Tạp Hà khẽ nhíu mày. Nàng rất chán ghét loại biểu tình này, loại biểu tình này giống như lửa trại mùa đông ấm áp người khác, người có loại biểu tình này không phải thích đâm người sau lưng một đao, chính là không nói hai lời biến mất, bọn họ đều có thứ muốn bảo vệ có lẽ lớn có lẽ nhỏ nhưng giống nhau nhất định là có thể vì thứ kia trả giá hết thảy nhưng biểu hiện trong biểu tình của người này không giống nhau hoàn toàn không giống nhau nàng và mình là cùng một loại người đây là kết luận thời diệu mộng đưa ra peti tiểu thư tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô nhìn thời diệu mộng trước mắt a tạp hạ suy tư một hồi được vừa đi vừa nói không nó ở đây thời diệu mộng đứng ở giữa đường ngăn cản đi qua con đường a tạp hạ từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống đất cầm tay đèn yếu ớt ánh đèn chiếu hai người a tạp hạ đánh giá thời diệu mộng thật lâu sau được rồi bất quá ngươi phải gọi ta là acacia vậy thì cô acacia là a tạp hạ không cần hai chữ tiểu thư kia vậy acacia ừ nghe thiếu nữ đổi giọng cách gọi A Tạp Hạ nhất thời cảm thấy có loại không hiểu cảm giác ở trong lòng nảy mầm. Tâm tình không hiểu A Tạp Hạ đi tới một bên, từ hoàn hảo trên vách tường trực tiếp bẻ xuống một khối đất, nàng không làm che giấu để cho thời diệu mộng đứng ở một bên nhìn. Luyện Kim Hoa văn thật nhỏ phát họa ra pháp trận bộ dáng ở Acacia trưởng gian lơ lửng, nặng nề văn tự một cái tiếp một cái hiện lên, đó không phải luyện kim thuật sĩ văn tự, hoặc là nói. Đó không phải là chữ thế giới hiện tại mảnh đất trong tay nàng hoàn toàn vỡ nát, chia làm mấy phần bắt đầu biến hóa, có vứt đi tạp chất, có kéo dài chính mình, cuối cùng định hình thành bộ dáng tiểu đao nàng cột ở trên đùi mình ngay từ đầu nhìn thấy. A à, tạp hạ một lần nữa đem những lưỡi đao này quy vào vỏ vỏ đã trống không, lại một lần nữa bẻ xuống một khối lặp lại động tác như vậy, thẳng đến khi vỏ vỏ trên người toàn bộ cất giữ một thanh lưỡi kiếm. Thời diệu mộng lặng lặng tựa vào một bên chờ nàng, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ bố cục, đợi đến A Tạp Hạ lại hướng nàng chào hỏi ý bảo có thể nàng mở miệng nói người rất không có cảm giác an toàn sao sao có thể chứ đáp một giây thậm chí không có suy nghĩ chỉ là hỏi ra vấn đề này liền nghe được đáp án đây là phản ứng theo bản năng của thần kinh con người trong trạng thái quá mức căng thẳng vậy sao thời Diệu Mộng dơ khẩu súng lục vẫn nắm trong tay lên nhắm ngay đầu A Tạp Hạ bóp cò bùng Akasha ngã xuống đất, nhưng khi đánh trúng tráng thì không có máu bắn ra. Ở thế giới chúng ta, súng ống loại vật này đã bị cái nào đó tâm lý biến thái trèo khoa học kỹ thuật cây liên đới tạo ra năng lượng súng ống, nhưng là ta không thích dùng loại vật kia, bởi vì vật kia không thể sử dụng chính ta làm đạn. À đúng, chính là vừa mới bắn trúng ngươi loại kia. Thời diệu mộng đi tới trước người A Tạp Hạ, đứng thẳng nhìn thân thể ngã xuống, giống như đang lẩm bẩm. Ngươi hiện tại hẳn là rất khó chịu, a không thuộc về thế giới này luyện kim thuật sư yên tâm viên đạn kia dết không chết ngươi cái này ta là biết không chút lo lắng nằm trên mặt đất acacia đứng dậy lưng đâm nàng hướng về bốn phía nhìn một chút lại một lần nữa đem tầm mắt dời về không giống với những người khác ý nghĩ viên đạn là vì hữu hiệu dết chết đối thủ viên đạn của ta lực sát thương cũng không cao lắm bởi vì ta năng lực bản thân ảnh hưởng những viên đạn kia sẽ giống nhiệt độ thấp đóng băng mặt hồ đồng dạng đóng băng trong cơ thể ngươi năng lượng mạch. Đương nhiên, cũng không phải rất lâu dài là được, bất quá vật này có một cái phi thường thú vị tác dụng phụ. Ba, hai, một A tạp hạ như thời dịu mộng trong lòng tính toán đồng dạng trực tiếp ngồi dậy, cũng há to miệng hít thở không khí trong lành. Nó sẽ giả chết một lần. Cảm giác thế nào? Nguy rồi. Nếu không là đánh không lại ngươi, thật muốn đánh ngươi một trận thời diệu mộng cười nhẹ đáp lại. Miễn. Nàng ngồi dưới đất bên cạnh A Tạp Hạ lại hỏi tiếp. Như vậy, ngươi nhìn thấy cái gì? A Tạp Hạ một tay đỡ trán lắc lắc đầu, chậm lại một hồi, nói. Ngươi quả nhiên đã sớm biết ta không thuộc về nơi này. Nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản là có thể lý giải, sương mù ngoại trừ ngươi bên ngoài, chỉ có hơ mân cùng lan tơ hai nhà thế lực người bọn họ xác thực thuộc về cái này thế giới dù sao cái loại kia muốn thoát đi nơi này khẩn trương cùng hoảng hốt cảm giác ta cũng quá hiểu rõ bất quá bất quá ngươi không có bọn họ loại cảm giác này ngược lại có mới đi vào nơi này cảm giác mới mẻ bên cạnh đó bạn có nghĩ rằng quần áo của bạn hơi mỏng rõ ràng có người tay áo dài quần dài còn mang theo quần áo dày cùng áo gió đều đang kêu lạnh ngươi lại như thế nào đơn giản như thế đó còn có cái kia luyện kim pháp trận trên khắc khắc căn bản không phải thế giới này văn tự lại càng không cần phải nói rõ ràng là gia tộc bồi dưỡng tử sĩ người hầu bọn họ có thể rõ ràng biết kia bất quá là vì bảo hộ bọn họ mà tồn tại nhưng là người nhìn ngay cả những người kia đều phải bảo hộ ở thế giới này không ở cái này vụ đô ngươi hiển nhiên quá kỳ quái là như vậy sao a à, tạp hạ sờ sờ đầu của mình có chút xấu hổ nói tiếp a à, sơ hở quá nhiều ta không muốn miêu tả hết nói tóm lại ngươi nhiều nhất cũng chỉ đến sớm hơn chúng ta ba bốn ngày dù sao chúng ta bên này nhưng là bị cái nào đó kẻ ngốc làm cho trì hoãn không ít thời gian mặt thời diệu mộng lộ vẻ suy tư hả là đối thủ sao nhưng mà chúng ta là bạn bè mà nhìn bộ dạng khẩn trương của a tạp hạ thời diệu mộng buông tay trái chóng mặt xuống thở dài đứng dậy vỗ vỗ bụi bầm phía sau tìm thư uyển đặt câu hỏi lần nữa như vậy, lúc ngươi chết rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Sương mù. Có chút không thấy rõ, còn có một loại cảm giác mông lung. Vậy sao? Muốn ở chỗ này giải quyết nàng sao? Thời diệu mộng nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng có chút không quyết định được. Chờ một chút. Tại sao tôi phải suy nghĩ có nên giải quyết cô ấy hay không? Không đúng, vì sao ta lại đương nhiên đi suy nghĩ có muốn hay không? ta hẳn là đối với nàng không có bất kỳ tình cảm gì, trong kế hoạch cũng không có bất kỳ một bước nào cần nàng mới đúng, ta vì cái gì bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tha thứ này. Đồng Tử khẽ động, đem tầm mắt tập trung ở một bên trên người A Tạp Hạ. Là năng lực của nàng sao? Hẳn không phải là năng lực hệ tinh thần, loại đồ vật này ta kháng tính đã quét đầy, hệ linh hồn cũng có thể không phải, như vậy là thiên ám chỉ cùng vô ý thức mị hoặc không kém nhiều lắm hệ bị động sao? nhưng ta cũng không cảm thấy là bị động hệ. Hảo cảm sao? Xem ra, kế hoạch phải thay đổi. Thời diệu mộng vương tay về phía A Tạp Hạ đang ngồi dưới đất, kéo nàng lên. Bạn bè muốn đi cùng không? Nàng trên mặt lộ ra nụ cười thân mật đối với Acacia nói, đồng thời cũng đang quan sát đối phương thần sắc. Được, bạn bè cùng đi. Không ngoài sở liệu, nàng đương nhiên đáp ứng, sau đó, nàng đi về phía trước thời diệu mộng có chút kiêu ngạo. Hoặc là nói, tự tin đi, ngươi có phải hay không cảm thấy năng lực của ngươi đương nhiên thành công. Thời dịu mộng ở phía sau nàng thu hồi súng ống, đồng thời cũng đang suy tư kế hoạch mới. Ít nhất, cho đến trước khi lựa chọn quyết định kia, chúng ta vẫn là một phe. Tháp chuông Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, mà bên kia, Lâm Chi Lai like cùng đám người linh thoát ly đuổi theo sau linh mang theo mọi người ở đại môn mở ra một chỗ trong giáo đường nghỉ ngơi người hầu đứng ở cửa nhiều người đi ra canh giữ ở cửa gỗ trong giáo đường ông ryan ông có thể làm rõ toàn bộ kế hoạch được không lâm chi lai ngồi tựa vào băng ghế bên trái giáo đường đặt câu hỏi với linh ta sẽ cho ngươi cơ hội ở một mình với bọn họ ngươi cần trong lúc đó tìm được câu đố không có câu đố và gợi ý câu đố độ khó cũng không phải gấp hai ba lần mà thôi thân thể Lý Nhĩ đè về phía trước ngồi ở trên ghế dài, hai tay đặt ở trên đùi, bên cạnh ngồi đế lê, tự hồ bởi vì năng lực sử dụng quá độ có chút mệt nhọc, đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. So với Lâm Chi Lai một bên thoải mái mà nói, một bên khác tự hồ là dùng hết toàn lực trốn thoát. Ngươi hẳn là nhận ra đi, chúng ta chỉ là đem những quái vật kia đánh lui, mà không phải giết chết. Lâm Chi Lai gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Trợ thủ tiên sinh, thật xin lỗi gọi như vậy ngươi nhưng là ngươi phải biết là chúng ta bây giờ đối với thế giới nhận thức cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau bởi vì chịu tòa thành thị này ảnh hưởng chúng ta không cách nào thương tổn đến những kia trên thực tế là đại biểu tòa thành thị này ý thức quái vật hơn nữa chúng ta nhiều bao nhiêu ít cũng ý thức được chúng ta trên thực tế sống không lâu nếu như ta hỏi ngươi trợ thủ tiên sinh ngươi cảm thấy bây giờ là ban ngày hay là đêm tối ngươi có thể chuẩn xác nói ra đáp án sao lý nhĩ nói xong thở dài một hơi chờ lâm chi ở một bên trả lời nơi này ngày đêm không phân biệt làm sao ta biết là ban ngày hay ban đêm chính như thế ở chỗ này đợi lâu về sau ngươi không đơn giản là sẽ bị tòa thành thị này đồng hóa mà thôi nhận thức của ngươi ở chỗ này đem không hề thích hợp bởi vì nơi này không có gì có thể đi ước thúc bản tính của ngươi không đơn giản là thân thể cùng tinh thần thượng dày vò càng nhiều là chính mình đối với chính mình tra tấn đặt hai tay lên đầu gối và đứng về phía trước linh đặt tay lên lưng băng ghế ở hàng ghế trước chính là như thế chúng ta muốn thoát khỏi nơi này muốn tìm được chứng cứ ít nhất mình còn sống muốn chứng minh mình ít nhất muốn chứng minh mình còn thuộc về người khác xoay người đi về phía cửa giáo đường lúc trời đi vỗ vai lâm chi lai like một cái ý bảo anh đuổi theo hai người đứng ở cửa giáo đường linh giơ ngón tay lên hướng khác nói có thể nhìn thấy ánh đèn ở hướng đó không theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại trên thực tế chỉ nhìn thấy sương mù đầy trời căn bản không có ánh đèn theo như lời hắn nói lâm chi lai có chút nghi hoặc nhìn phương hướng hắn chỉ lại nhìn mặt hắn trong ánh mắt tiết lộ chính là người cầu đạo theo đuổi hy vọng đạo tiêu nhưng hiện tại xem ra đó chẳng qua là bướm đêm tự như đánh về phía hỏa diễm chúng ta sẽ không dừng lại ở đây chúng ta tuyệt đối sẽ không ở trong tòa thành thì chết tiệt này đợi đến chết chúng ta về nhà thoát khỏi nơi này lâm chi lai nhìn không được lui về phía sau hai bước trạng thái hiện tại của linh không thể nói hoàn toàn không thành vấn đề chỉ có thể nói căn bản không bình thường nhưng là ngay tại hắn hướng lui về phía sau đồng thời cửa thủ vệ người hầu đem chế thức lưỡi dao ngắn gác ở lâm chi lai bên cạnh trước người linh cũng lấy ra lưỡi kiếm mũi kiếm hướng mặt đất hướng hắn ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì người này có phải hay không điên rồi hắn vẫn là người bình thường sao không sao cả ta không quan tâm các ngươi như thế nào đi nhìn ta ta chỉ là muốn về nhà muốn từ này ngục giam giống nhau địa phương rời đi lưỡi kiếm trong tay lý nhĩ theo lời của hắn nâng lên hai con ngươi nhìn thẳng lâm chi lai lập tức lại đem lưỡi kiếm trở về vỏ nhưng lửa nóng trong mắt vẫn không giảm lâm chi lai vừa mới gặp qua ánh mắt như vậy ngay lúc đó khi Linh miêu tả kế hoạch của hắn sinh động như thật thì cũng giống như vậy. Trong tầm mắt của Linh, tất cả mọi người ở đây đều có màu sắc giống như sương mù tràn ngập trong thành phố này, khác với nó chỉ có người từ bên ngoài đến, hoặc là nói, người tương đối mạnh. Mà Lâm Chi Lai, ở trong mắt hắn là một luồng ánh sáng nhạt, làm cho người ta căn bản không chú ý tới ánh sáng nhạt, nhưng mà ngay trước đây không lâu, luồng ánh sáng nhạt kia phát ra, chiếu sáng con đường đã tuyệt vọng, làm cho kế hoạch không thể thành công lại một lần nữa bị nhắc lại anh sẽ giúp chúng tôi phải không đáp lại câu hỏi này chỉ có sự im lặng linh đứng ở cửa quan sát một hồi nói với phía sau xuất phát trên đường sẽ không nghỉ ngơi nữa trận hình vẫn là hai gã người hầu ở phía trước dò đường sau đó là lâm chi lai lý nhĩ đế pháp cuối đội đi theo người hầu còn lại chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu lâm chi lai nhíu chặt mày nhìn Lý Nhĩ hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ngọn hải đăng, ngọn hải đăng hướng về hy vọng và mục tiêu, nó sẽ xua tan sương mù cho chúng ta. Theo mọi người xuất phát, cửa trong giáo đường có đạo nhân ảnh vịnh ngưỡng cửa quan sát mọi người. Cùng lúc đó, bên kia, thời diệu mộng cùng Acacia trước một bước tới cái gọi là hải đăng. Nhìn kiến trúc cao lớn trước mắt, thời diệu mộng có chút nghi hoặc. Tại sao các ngươi biết nơi này có thể xua tan sương mù? Sửa lại một chút, không phải chúng ta, là hai người bọn họ. Thời Diệu Mộng nhìn thoáng qua A Tạp Hà phía sau, lại nhìn ngọn hải đăng phía trước. Anh đã bao giờ đi vào chưa? A Tạp Hà nghe bằng hữu vấn đề, khẽ cười nói. Không có, phải nói, ta cũng không thể mở ra cánh cửa này, ngọn hải đăng này cũng là ta đến nơi này sau cùng bọn họ đáp thượng tuyến mới tìm được, tìm thư quyển www chấm com khi đó đã rất muộn, trong cơ thể ta cũng lây nhiễm nơi này khí tức. Từ hồ cũng không thể làm người mở cửa đi vào nơi này. Vậy sao? Không. Lời của nàng cũng không thể hoàn toàn tin, dù sao người này cũng đang che giấu chính mình, đợi đến khi nàng phát hiện năng lực của mình không có tác dụng với ta thì đại khái sẽ cá chết lưới rách, tuy nói ta cũng không sợ là được. Thời Diệu Mộng cất bước về phía trước, đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ thoạt nhìn mục nát không chịu nổi kia. Không đẩy. Thời Diệu Mộng đưa tay phải đặt ở trên cửa vuốt ve cũng không có làm đi ra ngoài đẩy cửa động tác xem ra cũng không phải vấn đề của ta nói cho cùng vì sao lại biết nơi này có thể giải trừ sương mù quá mức kỳ quái chẳng lẽ là thăm dò ra sao đi lại xung quanh ngọn hải đăng cô đặt tay lên vách tường vuốt ve nhéo nhéo vách tường do những viên gạch này cấu thành hay là nói bởi vì tất cả mọi người tiến vào không được nơi này cho nên mới là biện pháp giải quyết nàng vừa rồi nói bởi vì nhiễm hơi thở cho nên cũng đẩy không ra Chờ đã. Hơi thở. Nói cách khác cánh cửa này là căn cứ khí tức để phán đoán có thể tiến vào hay không đúng không? Thời diệu mộng lúc này mới nhớ tới chính mình trước đó không lâu vì tránh né quái vật truy kích mới đem khí tức của mình mô phỏng cùng nơi này trên lệch lớn không kém. Thì ra là thế sao? Có thể thông qua hơi thở đi phán đoán có thể tiến vào hải đăng hay không, bị sương mù bao phủ thành thị, ngoại trừ hai nhà thế lực cũng không có người khác thế lực cấu trúc, nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra ta cuối cùng trần manh mối ngay tại tòa tháp này thời diệu mộng hủy bỏ mô phỏng hơi thở mình rèn luyện lại một lần nữa đưa tay đẩy cửa cửa mở ra mà hết thảy ở trong mắt a tạp hạ bất quá là thời diệu mộng viện cửa vòng quanh tháp một vòng sau đó mở cửa ra đơn giản như vậy mà thôi thời diệu mộng bước vào trong tháp không có ánh đèn